Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay tôi có một cái buổi giải những cái đề thi bảng A chung kết vừa rồi đấy, thi đồng trẻ. Tôi sẽ chỉ giải cái phần lượn về toán học thôi nhé, chứ tôi không và tôi sẽ mô tả gọi là mô tả cái thuật toán, tức là cái pseudo code ấy, để chúng ta thiết lập để giải cho những cái bài tập này. Chứ tôi không lập trình chi tiết vì chúng ta không có thời gian đâu, vì chúng ta ít thời gian. Tôi cũng sẽ nói luôn là đây là cái buổi cuối cùng tôi trình bày về đề giải cái đề bảng A. Sau đây tôi sẽ sau khi buổi này thì tôi sẽ dừng dừng cái tạm dừng nhé, tạm dừng cái nhóm luyện thi bảng A. Cái nhóm luyện thi bảng A tôi nghĩ tôi sẽ quay lại vào khoảng đầu đầu năm sau, vì cái đầu năm sau thì chúng ta bắt đầu vào cái mùa để ôn thi cái thi học trẻ sang năm ấy, thì lúc giờ chúng ta mới có cái nhu cầu lớn về về bảng A. Còn tôi sẽ tập trung vào cái bảng D1, tức là cái bảng về cái là phần mềm ấy, là phần mềm ứng dụng đấy, phần mềm sáng tạo đấy. Thì cái bảng D là cái bảng D1 là cái bảng rất là mới. Và năm vừa rồi chính tôi là người tham gia trong ban giám khảo, tôi là người ra đề đấy. Thì thật ra là vì đã lâu rồi không tham gia cái thi học trẻ này, cho nên tôi không biết rõ rằng là không biết rõ cái trình độ của học sinh chúng ta trong cái việc là thiết kế phần mềm chúng ta làm sao. Cho nên tôi cứ ra thử cái bộ đề vừa rồi các bạn đã biết đấy. Thì qua đó tôi thấy rằng là cái khả năng gọi là thiết kế phần mềm ấy của sinh chúng ta còn rất là yếu, quá yếu. Cũng dễ hiểu thôi, vì học sinh tiểu học, nói là học sinh tiểu học mà bắt phải thiết kế phần mềm thì rất là khó luôn, đúng là khó thật. Cho nên là một lý do nữa là vì các bạn đã ngày xưa đấy, cái học trẻ ngày xưa đấy, từ năm 2017 trở về trước ấy, 2019 trở về trước ấy, thì trong cái đề thi thì học trẻ luôn có những cái bài tập để mà cho xây luyện về cái dạng tương tác hay là phần mềm mà đỡ đơn giản. Nhưng bốn năm nay thì là người ta đã cắt đi, cho nên học sinh chúng ta đã quên mất cái định hướng làm cái sản phẩm như vậy. Cho nên là có lẽ phải làm lại từ đầu, thì sang năm nếu có nữa thì tôi nghĩ rằng cái đề nó sẽ dễ hơn năm nay. Chỉ như vậy mà tôi muốn là cái nhóm Zalo này tôi sẽ tập trung làm cái định hướng về D1 trước, tức là phần mềm trước, còn cái giải toán thì làm sau. Được rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau giải có năm đề cái chung kết này có 5 bài nhé. Thì nhìn chung theo tôi đánh giá thì cả 5 bài nói chung là đều khó cả, nói chung là đều là đúng nghĩa là giải toán ấy, tức là làm toán là chính, chứ không có cái tư duy thuật toán nào ở đây, không có tin học nào ở đây cả, nó thuần túy là toán. Cho nên là cái đề thi bảng A này có lẽ nên chuyển sang cái tin học trẻ toán thì hợp lý hơn, tức là tin học. Mà hầu hết những cái thức toán đây theo tôi nó đều vượt quá cái chương trình tiểu học hết, vượt rất xa luôn, nó tương đương với là cấp 2, cấp 3, thậm chí tương đương cấp 3, nhưng cấp 2 cũng nhiều bài tập là cấp 2 cũng rất là khó làm luôn, vì mà tư duy toán học ấy. Thì tôi chỉ bày đây để các cô biết cùng biết thôi. Các bạn học sinh nhỏ tuổi thì cứ nghe thôi nhé, không hiểu thì các cháu là nên hỏi lại người lớn ấy, hỏi lại các thầy cô giáo ấy, để cố gắng là hiểu. Cố gắng chứ vấn đề là các cái đề này là cố gắng là phải hiểu bài và làm được bài, chứ không nên là học thuộc lòng, không nên là học theo mẹo. Tức là thầy cô nói cứ giải thế này là ra, là theo tôi nghĩ như vậy là tư duy đó là không được, mà phải có người hiểu được cái logic, cái tư duy về mặt toán học của cái đề này, vì sao lại làm như vậy. Đấy, thì chúng ta chú ý như vậy nhé. Rồi tôi làm, bây giờ chúng ta đi luôn vào cái bài đầu tiên nhé. Như vậy là các con số ở đây là chúng ta bài toán là sẽ que diêm, tức là các số đây được thể hiện bằng các cái que diêm này. Đó, que diêm nhìn thấy không, các que diêm đó, que diêm nhé. Vậy mỗi một số từ 0 đến 9 thì có một số diêm nào đó được tạo ra. Ví dụ như số 0 nhớ là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 que diêm. Số 1 là có 2 que diêm. Số 2 là có 1, 2, 3, 4, 5 que diêm. Đó. Thì cho trước một số n là bất kỳ nhé.
Ở đây máy tính yêu cầu là N là một số có 3 chữ số, từ 100 đến 99 là 3 chữ số nhé. Thực ra bài này có thể tổng quát làm cho N bất kỳ được, nhưng với bài này là làm cho N 3 chữ số thôi. Thì đồ bài như sau này, cho trước số N được vẽ bởi các cây quay diêm. Đây, ví dụ đây. Thì đồ bài như sau là với số quay diêm đó chúng ta có thể điều chỉnh để mà thay đổi số N hay không. Thì cần như này, cần biến đổi số N lớn nhất và nhỏ nhất sao cho là vẫn dùng số quay diêm đó như vậy. Ví dụ với số N này là cần là làm cần là số quay diêm là N nhỏ chẳng hạn, thì yêu cầu thì là có thể biến đổi cái số N này thành một số khác vẫn là dùng N quay diêm nhưng mà số đó là nhỏ nhất hoặc là lớn nhất đó. Được chưa? Cho hiểu 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 đề bài chưa? Vậy đầu vào của chúng ta là một số bất kỳ. Đấy, ví dụ như lên 1 2 3, mà đầu ra phải in ra hai số, một là cái số nhỏ nhất vẫn là dùng từng này cái quay diêm và số lớn nhất vẫn dùng từ này quay diêm đó. Được chưa? Thế vì những phần thêm bài qua sơ bộ là bài dễ nhất thôi, nhưng mà chúng ta phải suy luận như sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tư duy nhé. Bây giờ chúng ta tôi sẽ vẽ ra cho to hơn một chút nhé. Tôi xin copy lại và tôi xin đây tôi sẽ sao chép ra. Tôi sẽ vẽ lại cái hình đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem là với các số này thì với các con số này thì chúng ta sẽ cần là đây, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Như vậy là số 0 là cần bao nhiêu quay diêm? Số 0 là cần 1 2 3 4 5 6 quay diêm. Đó, được chưa? Số 1 cần bao nhiêu? Số 1 cần 2 quay diêm. Chúng ta phân tích một chút để chúng ta thấy được là mỗi số như vậy cần bao nhiêu quay diêm. Số 2 bao nhiêu? Số 2 này, số 2 cho đến thử nhất là 1 này 2 3 4 cho 2, số 2 cần 5 quay diêm. Đó. Bây giờ chúng ta xem tiếp số 3. Số 3 cần bao nhiêu quay diêm? Số 3 cần 1 2 3 4 5, số 3 cần 5 quay diêm. Đó. Số 4 cần bao nhiêu? Số 4 cần là 1 2 3 4 quay diêm. Số 4 cần 4 quay diêm. 4 quay diêm. Đó, chúng ta sẵn ra cái hình này. Để tôi xóa đi nhé. Để xóa cái hình này đi. Rồi. Số 4 là 4 là 4 quay diêm nhé. Đây đây. Rồi. Số 5 này. Số 5 đến cửa này. 1 2 3 4 5, số 5 là 5 quay diêm. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Số 6 này. Số 6 là 1 2 3 4 5, số 6 là 6 quay diêm. Số 7 nhé. Số 7 này là 1 2 3 4 1 2, số 7 là 4 quay diêm. Số 8 là 1 2 3 4 5 6, số 8 là 7 quay diêm. Và số 9 là bao nhiêu quay diêm? 9 là 1 2 3 4 5 6 quay diêm. Đó. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta biết đấy, như vậy là số lần lượt các số 0 cần 6, số 1 cần 2, số 2 cần 5, số 3 cần 5, số 4 cần 4, số 5 cần 5, số 6 cần 6. Số 7 cần 4, số 8 cần 7, số 9 cần 6. Đó. Thì chúng ta thấy cái rất quan trọng nhé. Vì cho trước số N chúng ta sẽ phải tính được là với số N này này thì cần bao nhiêu quay diêm. Đó, chúng ta chú ý nhé, cái này là cái rất quan trọng. Chúng ta phải tính được cái đó. Thì tính được rồi, sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn cho sẽ làm bài tập đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiếp này. Để nhanh như vậy là gì? Như vậy nhé, làm sao như vậy là như thế này nhé. Đây, vì chúng ta hãy làm tiếp tục nhé. Đây. Thì làm như sau này, bây giờ cho trước số N đúng không nào? Đây, cho trước số N, N là số cho trước này. Vì chúng ta gọi là tổng số que diêm đi. Gọi cái này nhé. Gọi cái này là cái gì? Gọi cái này là cái tổng số que diêm. Tổng số quay diêm cần vẽ lên vẽ số N trên màn hình thôi nhé. Đó. Thì có làm được không nào? Tôi lấy thử số 1 2 3 nhé. Số 1 2 3 này thì số 1 là cần 2 quay diêm nhé. Số 2 là cần 5 quay diêm. Số 3 cần 5 quay diêm. Như vậy là cái số là 1 1 2 3 này thì cần tất cả là 12 quay diêm. Đó. Như vậy chúng ta sẽ viết một cái hàm
là tổng số que diêm để tính được cái que diêm cần phải tổng số que diêm cần phải có để chúng ta vẽ được cái số n trên màn hình, được chưa? Đó thì cái hàm này là hàm phải làm được ngay, phải làm trước nhé. Hàm làm như sau, hàm này chúng ta thiết lập một cái mảng là gì, là với số 1 ứng với 2, số 2 ứng với 5 ở đây này. Đó, cái mảng đó. Cái mảng như sau. Cái mảng này cần phải cái mảng này như sau. Chúng ta cần cái mảng như này để chúng ta để tính cái hàm TSQJ đấy, tức là tổng số que diêm n. Chúng ta cần cái mảng nhé. Làm như sau này, bây giờ chúng ta thiết lập cái mảng như sau. Rất đơn giản thôi. Các bạn thiết lập cái mảng này. Mình đang học cái số mẫu gì con? Chúng ta thiết lập một cái list nhé, hay là cái mảng. Cái mảng này đặt tên là diêm đi. Đặt tên là diêm đi. Đấy, diêm nhé. Cái mảng này như xong. Cái mảng này như xong. Cái mảng này là cái là diêm y là bằng số que diêm cần tạo số y. Được chưa? Đó. Nhưng vì đối với mảng của Sky thì nó chỉ có từ một trở lên thôi. Chứ chúng ta quên là cái mảng này là cái số 0 ấy. Số 0 ứng cái mảng là cái mảng 10 nhé. Là cái mảng 10 là chỉ số là 10. Đó. Nhưng mà như sau này, cái mảng sau như cái mảng chúng ta là cái mảng diêm này, cái mảng diêm nhé. Ta tạo mảng diêm như sau. Chỉ số là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mà chúng ta làm như sau. Đây. Chúng ta sẽ thiết lập như sau nhé. Với 1 thì là cái bảng diêm nó sẽ là cần đây, cái bảng diêm này nó sẽ là 2. Với 2 nó sẽ là 5. Với 3 là đây ở trên chúng ta sẽ lại với 3 là cũng là 5 nhé. Với 4 là 4, với 5 là 5, với 6 là 6, với 7 là 4, với 8 là 7, với 9 là 6, còn 10, 10 chính là số 0. Ứng ừ, 0 nhé, ứng ừ, số là 6. Như vậy chúng ta thiết lập một cái mảng hay một cái list riêng như này nhé. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tính được cái hàm là gì nhỉ? Cái hàm là t tổng số que diêm. Đó. Cái hàm này là như sau, bây giờ tôi viết cho chúng ta cái hàm này cho ta tính nhé. Thì cái hàm này là như sau. Cái hàm này cho tính như này nhé, cái hàm này chúng ta tính như thế này. Đây, chúng ta tính nhé. Rất đơn giản thôi. Cái hàm này như sau này, cái hàm này là cái số que diêm này là như sau nhé. Đây tôi tôi viết ra cái hàm này trước nhé. Tôi viết ra cái hàm hay là một thủ tục đấy. Này. Bây giờ tôi viết với các đoạn chương trình, viết cái chương trình cho cái hàm tổng số que diêm n, đúng không nào? N và kết quả tức là cái hàm như sau. Cái hàm này là như sau này, là input này, input chính là n và output tôi đặt tên chúng ta cho là số que diêm nhé. Đấy, số que diêm output là chỉ bằng là bằng tổng số que diêm, tổng số que diêm cần tạo nên số n, được chưa? Cái hàm này làm đơn giản như sau nhé. Chúng ta dựa trên cái mảng diêm ở trên, tôi viết là như vậy. Đây là mô tả hàm hay là cái pseudo code nhé, mô tả cái hàm là ts QG, cái hàm này rất quan trọng nhé. Đó, mô tả này, mô tả như sau nhé. Để viết đây cái chương trình bằng bằng pseudo code chúng ta thấy nhé, rất là dễ nhé. Thì như sau này, chúng ta làm rất đơn giản như sau. Chúng ta chỉ cộng dồn mà thôi. Kết quả đưa ra cái biến là số que diêm nhé. Được rồi, thì cái hàm này là input chính là n, thấy chưa? Vì chúng ta đặt như sau. Chúng ta này biết đặt cái biến là số que diêm là đầu tiên bằng 0, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm là tôi đặt cái biến y là cái biến chạy, cái biến y nhé. Đây, biến y này, biến y chạy từ 0 trở đi nhé.
thì từ 0 chuyến cho đến cái độ dài của cái số n nhá. Đấy, chúng ta làm như sau này. Chúng ta mà repeat lặp này. Repeat cái length trong có cái hàm length lặp n lần, lặp lặp là gì? Lặp là độ tiết độ dài của số đầu ngoài là n. Vì n là 1, 2, 3 thì độ length nó bằng 3 nhé. Rồi, hàm sau này, chúng ta sẽ lấy tổng của cái SQJ này về cái diêm y như vậy, với y bằng 0, nếu y bằng 0 thì tương với là ta phải lấy là 10. Ta chú ý nhé. Đây này. Ta chú ý là với diêm mà y mà chỉ số mà là lớn 0 thì nó vẫn là 1 2 3 4 đấy rồi. Đó. Là cái nhưng mà y bằng 0 ấy ứng ứng là 10. Thì chúng ta phải có thêm một cái đoạn đó ở đây nhé. Chúng ta đặt thêm chỗ đây nhé, đây này, ở đây nhé. Đây. Bây giờ như sau này, bây giờ là if chúng ta làm thêm một cái mẹo thôi là if nhé. If y mà bằng 0 ấy, đó, thì chúng ta viết là SQJ bằng số que diêm cộng với cái mảng diêm với phân tử là 10. À, riêng là y là 0 ấy. Còn else L thì chúng ta viết đặt là SQJ bằng S số que diêm cộng với diêm Y. Sau chúng ta tăng Y lên 1 đơn vị. Y bằng Y cộng 1. Và lặp như vậy là length của lặp như vậy là theo chiều dài là độ dài của số N. Đó. Và kết thúc là gì? Kết thúc là chúng ta đưa ra đáp số chính là chúng ta output ra ngoài. Output ra ngoài là S QZ. Thì đây chính là cái chương trình nha, cái thuật toán đúng không? Hay là cái pseudo code để mô tả cái thuật toán tính cái đặc biệt là SQJ nhé, đặc là số TSQJ. Đấy, TSQJ là tổng số. Cái hàm này có tên là tổng số que diêm của N. Đầu ra của nó là SQJ. Rồi bây chúng ta quay lại bài toán chúng sau nhé. Vì bài toán này như sau này. Ta quay lại lời giải, người ta dù áp dụng người ta quay lại lời giải. Nhưng chúng ta bài này chúng ta làm quay lại lời giải như sau nhé. Chúng ta quay lại lời giải bài toán 1 nhé. Bài toán 1 nhé. Thì cái bài này mà rất là may mắn là cái bài này thì đầu bài nó cho là N của chúng ta chỉ chạy từ 100 đến bao nhiêu? Đến 999 thôi. Thế nó không nhiều. Tổng số cái chỗ này là nó là cỡ khoảng là gì? Cỡ khoảng là nó cỡ khoảng 800 số, 800 900 số, nó là 900 số luôn. Nó không nhiều. Chứ bài này mà nó cho n là số bất kỳ thì rất là khó. Em cho n là số tiên bất kỳ có chiều dài là rất lớn, có thể nó có một cái số của nó có chiều dài là không phải là 3 chữ số mà có thể là 10 chữ số, 15 chữ số, thậm chí là 30, có thể là 100 chữ số, 1000 chữ số, 1 triệu chữ số. Thì cái bài này rất là khó nhé. Nhưng mà bài với trở với 3 thì dễ. Thế cái làm như sau này, chúng ta sẽ cho trước n lời giải như sau nhé. Ý tưởng lời giải như sau nhé. Thế chúng ta làm như sau nhé, rất là giản thôi. Chúng ta chỉ việc cho trước chữ n, sau đó cho trước số n, sau đó là như sau này, sau đó là chúng ta tính cái số que diêm cần phải tạo ra cái số n này. Thì số que diêm này là một số là số vũ định đúng không? Sau chúng ta sẽ đây chúng ta ý tưởng như sau nhé, ý tưởng của bài này là như sau. Bước 1 là chúng ta tính cho chữ n, chúng ta tính tôi ghi thứ n nhỏ đi. N nhỏ chính là bằng nghĩa là tổng số que diêm của n, tắt nhanh cho nó nhanh nhé. Đó. Sau đó bước 2 là chúng ta tìm cái số min, cái số nhỏ nhất sao cho là có 3 chữ số, sao cho là có tổng số nó chính là n. Tìm bước thứ hai là tìm cái số min nhỏ nhất sao cho là tổng số que diêm của cái số min này đấy, nó chính là bằng n. Thì suy ra cái min chính là cái số cần tìm, đúng không nhỉ? Sau bước thứ ba là ngược lại là tìm số max. Bước thứ ba là tìm số max. Bước thứ ba là tìm số max.
Bước thứ ba là tìm số mắc. Tìm số mắc. Số min nhé. Mắc lớn nhất. Lớn nhất. Sao cho. Sao cho là cái tổng số que riêng của cái số mắc này. Cũng bằng N. Được chưa? Đó. Thì bài này vẫn cái ý tưởng này là giống hệt nhau, nhưng vấn đề là tìm min tìm max ra làm sao. Thì rất là may cái bài này nó chỉ hạn chế n của chúng ta chỉ là cái số ba chữ số thôi, cho tìm min max cho ba chữ số là xong. Thì cái việc tìm min max ba chữ số là dễ nhé. Thì cái này như sau, mình dẫn đến lời giải chính thức như sau nhé. Lời giải chính thức như sau. Đấy, để tôi viết ra lời giải mà các bạn sẽ phiên sang, tôi viết trên giấy rồi các bạn sẽ phiên sang cái được chưa? Thì như sau này, bây giờ tôi sẽ mô tả cái mô tả lời giải bằng pseudo code nhé. Đây, tôi viết lời giải ra đây, giải ở chỗ này nhé. Đó. Chúng ta dùng cái hàm là cái hàm TSQJ thôi. Cái hàm đó là cái hàm mà tôi viết này, cái hàm đó là hàm mà hàm này là hàm đầu vào của nó là làm số n, đầu ra lại là sqz nhé, mà mình giữ nguyên nhé. Này, nó làm thủ tục như thế này đó, nó dùng cái chỉ số y nhé, chúng ta tránh không dùng lại cái y, chúng ta dùng một chỉ số khác nhé. Đó, thế cái làm như sau này, bây giờ ta dùng cái này như sau này, đây thì chúng ta làm như sau này, rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước một là chúng ta bài tập của chúng ta input là n rồi, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tìm mà chúng ta đặt một cái số bến là bến n hay bến 5 này, bến num này, bến 5 bằng là gì không sửa tự bị lại thật chính xác luôn cái lời giải nhé. Đây, chính xác luôn theo lời giải theo các lệnh tương ứng với scalar nhé. Chúng ta tính cái tổng số que riêng của n đấy, và đáp số lưu vào cái số là sqj, thì viết là 5 num 5 bằng là sqj, chính là cái này, chính là cái 5 này chính là bằng 5, chính là bằng là tổng số que riêng đấy của n. Cần phải được tổng que riêng cần tạo ra để tạo ra số n. Tiếp theo chúng ta sẽ tính sau, chúng ta tính là tính min và tính max. Thì chúng ta tính min, chúng ta chạy từ 100 trở lên, từ 100 chúng ta chạy lên trên, và cứ chạy khi nào mà được số đầu tiên mà nó bằng tổng số nó bằng 5 thì là xong. Xong bước 2 chúng ta đặt max bằng 999, chúng ta chạy lùi xuống, khi nào thấy cái số đầu tiên khi chạy lùi xuống mà bằng tổng số cái dương bằng 5 thì là xong. Và như vậy chúng ta sẽ kết thúc và đưa ra kết quả là min và max nhé. Rồi tại sao này, bước 1 chúng ta đặt là min bằng 100, bắt đầu từ 100 ba chữ số mà, và đây chúng ta đặt luôn là một cái bến KQ là bến dùng để tính kết quả thôi. Đấy, bằng 0, được chưa? Rồi là như sau này, bước 1 chúng ta tính tìm min trở lên, chúng ta làm sao, chúng ta repeat until nhé. Until là cái KQ này bằng 1 thì dừng lại, tức là khi tìm kết quả. Thì như sau nhé. Thì như sau là chúng ta tính cái gì? Chúng ta tính cái là tổng số que riêng của min. Đấy, của min. Cho chúng ta kiểm tra nếu mà if nhé. If mà cái số que riêng, tức là cái số que riêng của min này mà nó là bằng 5 thì là xong. Chúng ta dừng lại, chúng ta viết là KQ bằng gì? KQ bằng 1. Được chưa? Còn ngược lại nếu mà cái sqj không bằng 5 thì sao? Thì chúng ta sẽ ngược lại đây, else thì chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ là tăng min lên một đơn vị, tăng min lên. Đó. Vậy sau cái bước repeat này thì tìm được min nhé. Đấy, cái chỗ này là chỗ là tìm min. Đấy. Sau bước tiếp theo là cái max, chúng ta đặt max bằng 999 và đặt lại là cái kết quả bằng 0 nhé. Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp như sau, không dưới này nhé. Dưới này chúng ta thả hàng lên nhé.
Để cho ta viết thử. Để ta repeat. Until KQ bằng 1 nhé. Nó tính như tổng số que diêm của max. Đấy. Và kiểm tra này ít số que diêm mà bằng 5 ấy, bằng num ấy. Đấy. Thì sao? Thì đấy. Thì sao? Thì chúng ta đặt là KQ bằng 1 để chúng ta dừng lại. Còn ngược lại else thì chúng ta giảm max đi một đơn vị bằng max. Đấy. Và tới đây là kết thúc chương trình. Tới đây chúng ta output ra ngoài. Thông báo ra ngoài. Output là min và max. Min và max. Đấy. Đấy chưa? Để tôi chạy lên trên nhé. Tôi chạy tôi xem lại. Đấy. Đây này. Nó kéo thẳng lên trên nhé. Đây chính là thuật toán đấy. Đây chính là cái chương trình chính của chúng ta nhé, mô tả hoàn toàn bằng pseudocode, hoàn toàn bằng cái lệnh tương tự như là Scratch. Thì các bạn về nhà các bạn sẽ gõ cái này vào trong máy tính nhé, nó chính xác hoàn toàn. Đấy, như vậy đây là cuối cùng của cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên là tôi sẽ nói thêm một chút nữa là cái bài này vì sao làm được bài này, bởi vì là gì, bởi vì là chương trình nó chỉ hạn chế lấy n là 3 chữ số thôi. Thì làm được cái này chứ. Nếu n bất kỳ không làm cái này nhé. Chúng ta chú ý rất quan trọng. Chỗ này chúng ta có một chú ý rất quan trọng đối với ai bạn nào hay thầy cô giáo nào mà thích để tìm hiểu nhé. Chú ý này. Là cái lời giải trên. Lời giải trên không đúng, tức là không chính xác, không tối ưu, không đúng với. Với n có độ lớn, có độ dài, có độ lớn bất kỳ là không được nhé. Là không đúng. Thì từ đây ví dụ như gọi k bằng length của n thì nó k nhỏ nhỏ thôi thì được cho k, nhưng mà với k lớn, với k có thể là bằng 100, 1000 hay là 1 vạn hay là 1 triệu, thậm chí là chúng ta chú ý là n đây là một số, nhưng mà thật ra tôi cho hiểu là một cái sâu thôi, thì cái độ dài của một sâu có thể lên hàng tỷ cái thì nếu với k mà lên hàng triệu, hàng trăm triệu thì nó không, thì cái tính này nó rất là chậm và tôi phải ngồi đợi đến mấy tiếng hồ cho nó xong. Như vậy là giải là không đúng. Nhưng mà là trường tổng quát, nếu mà k là n bất kỳ thì phải làm cách khác nhé. Như vậy là nếu mà trường tổng quát phải làm cách khác nhé. Cái bài cách khác này rất là khó thì các bạn này, nên coi như mà tôi về nhà đi, coi như bài tập mà nghiên cứu để thầy trò cùng làm nhé. Bài tập rồi. Như vậy tôi đã giải xong bài 1 nhé. Vì chúng ta sang bài 2 tôi sẽ tự giải nhanh vì ta không hiểu ra nữa. Rồi đây là bài 2 này. Bài 2 là như sau nhé. Bài 2 là cái cân. Đấy. Cho chữ N quả cân và giống hệt nhau về mặt khối lượng, nhưng cho nó có một quả nặng hơn. Bây giờ yêu cầu là gì? Yêu cầu là phải tính xem là cần tối thiểu, giả sử cho cân cái tối ưu thì cần tối thiểu ít nhất là 30 lần cân để tìm ra quả cân đó. Đó. Thì ở đây người ta đưa ra một cách cân là như sau. Nếu có 5 quả cân nhé, thì chúng ta sẽ chia làm, đây tôi lấy ví dụ. Đây. Thực ra cái bài này là cái bài tôi thấy nó lời giải như sau nhé, đây. Cái đó đây. Đây nhé. Chúng ta có 5 cái hòn bi này. Đấy. 5 cái hòn bi nhé, trọng hòn nặng hơn nhé. Thế cái làm như sau. Chúng ta lần đầu tiên chúng ta cân. Chúng ta cân chỉ là hai bên, bây giờ bốn quả phòng quả thừa ở bên ngoài, đúng không nào? Đấy. Thấy chưa? Nếu mà có cân hai bên này mà bằng nhau ấy, thì suy ra đây chính là cái quả cân nặng hơn. Mà nếu cách làm này nếu mà bất bằng nhau thì suy ra là một lần cân thôi. Cách thứ hai, giả sử thứ hai là trong hai cái này là có một cái là nhẹ hơn, nặng hơn, giờ cái này nặng hơn đi thì suy ra là trong hai quả này có một quả nặng hơn. Vậy lấy một lần cân thứ hai là chúng ta cân hai quả này
và quả nào nặng hơn chính là quả cần tìm. Như vậy là cần cần tối thiểu là 2 lần cân thì sẽ ra thế ra được cái lời giải. Được chưa? Đó. Như vậy đa số nó sẽ là 2. Đấy. Thì cách làm như vậy, cách làm cho thằng chương trình chung trên đặt. Thì cách làm như vậy chúng ta sẽ đi yêu cầu đổi bài là chỗ trước số n tính ra cái số 2 này. Nhé. Thì chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái lời giải nhé. Bài này là cái bài rất điển hình lời giải của nó, là phân tích lời giải của nó nhé, phân tích lời giải. Thế ra cái bài này là bài tương đối dễ, nhưng mà đối với sinh cấp trên thôi, cấp 2, cấp 3. Cấp 3 thì là hợp lý nhất, nhưng bài này cấp 2 cũng sẽ tôi nghĩ cấp 2 cũng rất là khó. Nếu mà không được làm rồi thì nó cái gì? Còn chưa bây giờ là đầu tiên mà động vào cái bài này là rất là khó. Bài này thậm chí đối với học sinh cấp 3 là cho khi bắt đầu học cũng là khó nhé. Thế là cái bài này là một cái bài mẫu điển hình của trong một cái thuật toán, một cách lập trình gọi là chi để trị đấy, của cái học sinh cấp 3. Chứ bài này là cho học sinh cấp 1 là tôi thấy là nó quá sức. Thì như sau nhé, đây thì bây giờ làm như sau, bây giờ cho trước số n, bây giờ làm như sau, bây giờ tôi phân tích như này thì tôi thấy đúng nhé. Bây giờ giả sử là tôi gọi tn là cái số lần cân tối thiểu, nhưng mà tôi hiểu là tối ưu nhất đấy, tối thiểu để tìm được cái quả cân đặc biệt đó, cái quả cân nặng đó nhé, đặc biệt đó. Vậy cho trước số n nhé, thì biết chắc rằng là trong n này là có một quả cân nặng, tìm một cân đó bằng cách là chúng ta có cái cân thăng bằng cân hai bên đấy, chúng ta cùng nhau. Bây giờ phân tích như này cho thấy dễ hơn nhé. Đây này, phân tích như sau nhé. Đây, bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta phân tích như này nhé. Đây sẽ là như sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Đầu tiên chúng ta kiểm tra dễ này bằng 1 thì sao? Nếu n 1 thì hiển nhiên đó là một quả cân, nó có một quả cân này hiển nhiên phải là nặng rồi. Cho nên là với n 1 thì lập tức trả lời ngay đó chính là quả cân nặng. Như vậy là cho thấy là với bằng 1 thì t 1 là bằng gì? Bằng 0, chúng ta không cần cân là chúng ta biết ngay, đúng không nào? Với n bằng 2 nhé, với n bằng 2 T2 thì với hai quả cân chúng ta cần một lần cân thôi, cân hai bên đúng không nào, cho một quả của hai bên và bên nào nặng hơn đó chính là quả cân, cần phải tìm. Thì ra là với hai ta thấy là chỉ một lần cân thôi đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm tổng quát này chúng ta làm tổng quát như sau. Bây giờ chúng ta mà tổng quát, ôi trời, tôi bị ở chỗ này, tôi bị đợi một chút nhé, tự nhiên nó bị sao đây, à đấy, nó bị tôi ấn enter nó bị lỗi như này. Được chưa? Đấy, với đường 1 nhé, nó bị thế rồi kìa. Rồi bìa tổng quát nhé, bìa tổng quát này, bìa chúng ta làm như sau này, tổng quát nhé. Bìa chúng ta set n tổng quát nhé, xem là n cần bao nhiêu quả cân nhé. Đây tổng quát này, thì trường 1 chúng ta xét giả sử n là chẵn đi nhé, thì chúng ta chia cái n thành chúng ta chia thành là làm n bằng là 2k đúng không nào. Sau đó chúng ta sẽ chia đôi cái n thành 2. Bên này chúng ta để k quả cân bất kỳ nhé, k quả. Bên này để k quả cân bất kỳ. Đấy, chúng ta trôi cái n này ra. Bên này là k quả cân, là k quả cân, đúng không nào? Vậy suy ra gì? Sau một lần cân thì biết ngay là bên nào là bên có quả cân nặng, đúng không nào? Thì bên này của cân nặng thì chúng ta sẽ đưa bài toán trở về gì, là chúng ta cân lần sau chúng ta cân tiếp cho trường hợp này, là chúng ta suy n trở về là k hay là n chia 2. Chờ bên này nặng hơn chúng ta lại tính bên tự nhiên bên như vậy. Như vậy là với n bằng chẵn ý, thì chúng ta sau một lần cân chúng ta sẽ suy về cái bài toán là tính đối với n chia 2, tức là như sau.
V chẵn là quan trọng, V n chẵn thì ta có công thức này, TN này bằng là 1 cộng với T của N chia 2. Đấy. Bạn hiểu không nào? Vậy sau một lần cân, chúng ta sẽ suy được về bài toán là giải với N chia 2, với N là chẵn. Được chưa? Đó. Như vậy là với N chẵn là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ biến N bằng lẻ thì ra làm sao? V này bằng trường 2, V này bằng V n lẻ nhé. Giả sử là N bằng là 2K, đúng không? 2K cộng 1. Đó. Cũng như vậy, chúng ta sẽ lấy ra K quả để ở bên này, bất kỳ. Bên này là K quả bất kỳ ở bên này, được chưa? Đó. Và một quả thừa ra ngoài này, đấy, quả thừa ở đây nhé, đó. Thì nếu mà hai cân này mà bằng nhau ấy, thì suy ra đây chính là quả, đây chính là cái quả cân nặng. Còn ngược lại, nếu mà có một bên nặng hơn nhé, bên này nặng hơn thì suy về là bài toán trở về gì, đưa về cái bài toán là tính cho n chia cho k phần tử, tức là n trừ 1 chia 2. Vậy suy ra như sau, suy ra có công thức sau đây này, suy ra là tn trong trường này sẽ bằng như sau, bằng là 1 cộng với t của n trừ 1 chia 2. Đấy. Thấy không nào? Được rồi, thế bây giờ đây là như vậy, chúng ta suy ra sau nhé. Chúng ta suy ra công thức sau đây này. Đấy, rất quan trọng này. Chúng ta suy ra công thức sau đây rất quan trọng. Công thức này trong tin học người ta gọi là công thức truy hồi. Công thức truy hồi sau để tính TN nhé. Đấy. Đầu tiên này, T1 thì bằng 0, à, chúng ta đấy bằng 0. Còn TN như sau, TN bằng quá này, bằng như sau này, bằng là 1 cộng với T của N chia 2 nếu N chẵn, chúng ta vừa tính xong đấy. Còn bằng 1 cộng với T của N trừ 1 chia 2 nếu N là lẻ. Thì cái gọi này này, cái này nó gọi là công thức truy hồi đấy, công thức truy hồi. Mà cái tư duy mà tôi vừa làm ấy, thì trong tin học người ta gọi là tri huy, là nó là chi để trị, chúng ta cứ chia nhỏ bài toán ra, chia đôi ra, gọi là chúng ta từ bài toán lớn chúng ta chia thành một nửa, chia một nửa sang nữa, thì cái tư duy đó nó gọi là chi để trị nhé. Thì cái bài này là cái bài này, riêng bài này nó không thuần túy là toán, mà nó là đúng là nó là bài toán tin học ấy. Nhưng mà nó là cái một cái bài mà nó là của tin học của người lớn ấy, của cấp 3, chứ bây giờ nó cho sinh tiểu học thì đúng là học sinh tiểu học nó rất là khó hiểu cái chỗ này. Thì ta thôi, chỗ này là chỗ mà tôi không hiểu lắm. Nên các tác giả có cái đề bài này họ muốn gì, ta thôi, học sinh tiểu học cũng rất là khó luôn. Giáo viên tiểu học cũng rất là khó. Cái này là có trong chương trình, cái bài toán này là cái bài toán cân này, thậm chí là có các thầy cô chú ý có trong sách giáo khoa tin học lớp 11 hiện nay này, làm cái bài mẫu như này là có. Trong họ sẽ có trong sách chuyên đề tin học 11 định hướng khoa học máy tính. Cho nên nó là một cái chương trình mà một cái bài toán mà thuộc về kiến thức của cấp 3, môn tin học mới cấp 3. Chứ mà đưa ngay vào cho học sinh tiểu học thế này thì đúng là đánh đố thật đấy nhá. Rồi, thế bây giờ từ đây chúng ta suy ra cái gì nhá? Thì thật ra là nếu n là chẵn ấy thì nó là thế này, với n lẻ là thế này, thì ra chúng ta có thể gộp lại hai cái thành một công thức chung rồi nhé. Thì từ đây chúng ta suy ra này. Nếu các bạn làm chỉ có một chút nhé. Thì cái công thức này chúng ta có thể viết lại như sau, chúng ta có thể viết lại thành một thôi, không chia làm hai nữa. Chúng ta suy ra như sau này, chúng ta có công thức sau đây. Công thức gộp lại cho nó dễ nhé. Đấy. Là TN mà TN này bằng này, bằng nhé, bằng này. Xin lỗi. Tôi xóa này. Tôi thêm thiếu cái tia không nhé. Đợi một chút, tôi phải xóa cái này đi này. Nói chung là như này nhé, đây. Đây, chung là như này nhé, tôi viết lại thành phần công thức này. Là như sau này. Đây, là TN bằng như sau nhé, bằng này. Bằng 0 nếu N bằng 1, tức là T1 bằng 0 đấy. Còn tổng quát là bằng cái này này, công thức này có thể viết lại bằng 9 bằng là bằng 1 cộng với T của cái gì? T của cái này chính là cái dùng cái hàm floor làm tròn của n chia 2. Đấy. Đấy, nếu n lớn hơn 1
Đây thì đây là công thức mà chúng ta có thể viết lại nhé. Được rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán như sau. Giải của nó thì chúng ta giải như sau. Từ đây chúng ta cũng sẽ được cách giải. Chúng ta cứ chia đôi ra. Khi nào nó về 1 thì chúng ta dừng lại. Cho đầu vào là n nhé, chúng ta chia đôi ra. Đầu vào là như sau nhé, đây này. Đầu vào chúng ta là cho trước số n đúng không nào? Phân tích nhé, đây đầu vào chúng ta đây. Đầu vào của chúng ta là cái số n đây này. Ban đầu nhé, n đấy nhé, đó. Và chúng ta sẽ giải như sau nhé, để giải đây. Bây giờ chúng ta mô tả cái đề giải. Đề giải như sau nhé. Đây. Thì đây là cách 1 nhé. Cách 1 là cách này là cách 1 là cách rất dễ hiểu, hiển nhiên suy từ cái phân tích ở trên nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái đề giải 1 này. Đây, giải 1 là như sau nhé. Giải một là như sau này, bây giờ chúng ta là input này. Input là n nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta đặt một cái tham số nó là 5 đi. 5 để cho nó chạy được, làm như này. Và như sau này, chúng ta đặt t, t là số là t, chứ là con số là cần tìm số lần cân đây. Chúng ta đặt t cho bằng 0 nhé. Rồi, giờ là như sau chúng ta repeat. Chúng ta cứ giảm n xuống cho đến khi mà có cái 5 này. Bằng 1 thì dừng lại. Đấy. Ẩn thiên 5 bằng 1. Làm như sau. Chúng ta cứ giảm mỗi lần chúng ta viết là 5 này. Bằng này. Bằng floor này. Floor của 5 chia 2. 5 chia 2. Cộng 1. Chính là con số này nhé. Chính là con số này này. Này. Như là cái này. Đó. Cộng 1 này. Đấy. Chính là cái này nhé. Đó. Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ em... chúng ta là t bằng t cộng 1 tăng cũng là tăng là không sửa chỗ tôi nhầm chỗ này nhầm nhé chỗ này phải cộng 1 mà là t cộng 1 thôi còn cái này nó không cộng 1 nhé đây đây tức là không cộng 1 này. Đấy, như này nhé, cũng là các chia đôi ra, chia đôi ra và kết thúc ở đây là output. Output là t. Đơn giản như vậy. Được chưa? Đây là cách 1. Còn cái bài cách là gọi tương đối dễ hiểu đối với học sinh, có thể hiểu được. Tức là học sinh cấp 3 thì mới hiểu, học sinh cấp 2 là không hiểu, học sinh cấp 1 càng không hiểu mới thấy được. Còn cách thứ hai nhé. Cách hai tôi xin nói thêm một chút là nó thêm thôi, thêm cho nhau sinh cái thứ hai là nó thuần túy mà toán học nhé. Cách thứ hai là gợi ý cho các bạn giáo viên làm cách hai là như sau. Cách hai là có thể hay không có thể tính công thức tường minh cho tn được không? Đấy, tn được không nhé, được hay không? Đấy. Thì các bạn chỗ này là các bạn câu hỏi 22 là câu hỏi dành cho người giỏi toán muốn học toán sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ phân tích nhé. Thì như sau thì tôi xin nói luôn cái này dành cho sinh giỏi toán chúng ta có thể phân tích ở trên chúng ta có tính toán công thức này tôi xin nói đáp số nhé. Cái cách hai này là học sinh cấp 3 mới làm học sinh cấp 1 cấp 2 không hiểu gì thì giáo viên chúng ta có thể giáo viên chúng ta có thể tìm hiểu thì cái đáp số như sau nhé bài này có thể làm hoàn toàn tường minh được đấy nhé đáp số này đáp số của cách hai này đáp số là có thể chứng minh được công thức sau để tính tường minh công thức sau nhé là cái tn này nó bằng như sau là nó bằng là gì bằng floor của cái gì floor của loga cơ số 2 của n để công thức nhé thì cái này là cái mà nó đòi hỏi vị biết về cái hàm logarit này đó được chưa thì cứ nên có cái là bài tập về nhà để cho giáo viên các học sinh thì chịu bài tập về nhà cho giáo viên hoàn toàn là toán học nhé này.
Thì bây giờ cách này thì nó có biết cái này thì tính rất nhanh, thì tính là tính tính nhanh tức thời luôn. Với cách cách bây giờ với cái đề bài này chúng ta thì lời giải cách hai là như sau, tôi biết luôn lời giải cách hai nhé. Cách hai lời giải như thế này. Lời giải hai là nhanh 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 tức thời luôn, không còn có bất cứ thời gian nào, nhanh tức thời nhé. Là input là n và output luôn ra là cái hàm này, hàm là floor của loga cơ số 2 của n này nhé. Ở trong tuy nhiên thì ở trong Scratch thì nó không có cái hàm loga cơ số 2. Đấy, ở trong thì nó thêm lại thêm một câu nữa, nhưng nó thêm cái chỗ này là chúng ta dành cho người lớn chứ con không nào. Ở trong Scratch ấy, ở trong phần mềm Scratch thì nó không có cái hàm loga cơ số 2 nhé. Mà chỉ có hai hàm, mà chỉ có hai cái hàm sau đây này, chỉ có hai cái chục cái hàm là loga cơ số 10. Hàm này kiểu là hàm loga, và cái hàm loga cơ số e là kiểu là ln, có hai hàm này. Thì cái hàm này như sau thì rất là may mắn là chúng ta có thể tính được đấy, chúng ta có thể tính được như sau này. Chúng ta có công thức sau đây này, công thức này cũng dành cho sinh cấp 3, cho cấp 1 cũng không làm được. Tức là cái loga cơ số 2 của n hoàn toàn có thể tính được bằng là gì, bằng loga cơ số 10 nhé của n, và chia cho loga cơ số 2 cơ số 10 của 2. Đấy, được chưa? Nhưng mà cách hai là như sau này. Cách hai là cái bài này nè, chúng ta làm trên Scratch ấy, thì cách hai là cách nhanh nhất là như sau. Cách hai là nhanh nhất thôi là như sau. Tôi đưa ra để cho chúng ta hình dung nhé, các bạn bây giờ các bạn làm thử xem như thế nào. Cách hai là input, viết lại nhé, trên Scratch ấy, input là n và output là gì, là floor của log n chia cho log số 2. Đây chính là cách 2 nhé, làm trên Scratch nhé, làm trên Scratch rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang lời giải sang bài số 3 nhé. Đây, mà thế như vậy tất cả các bài giải của chúng ta đều là những bài nó mang tính toán học rất là nhiều. Thì tôi nghĩ cái bảng A này nên đặt tên là cái bảng là thi tin học, không phải tin học trẻ mà toán học trẻ hay toán tin thì hợp lý hơn. Lời giải thứ ba là như sau. Có n cái ô mà chúng ta có thể đẩy bóng từ vị trí số 1 để sang số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8. N chỉ một n là chỗ trước, là n là một số chẵn nhé. Sau khi đến đích rồi cho lại liên tiếp ngược trở lại n đây, đi trở lại như này. Đó, đi trở lại như này. Vì số 1. Xong lại đi tiếp cứ như vậy đi. Có hai hàng NOO để bóng hàng trên đánh số các số lẻ tăng dần, hàng dưới số chẵn tăng dần nhé. Bóng bắt đầu từ vị trí số 1. Bóng để theo hình dít dắt từ trái sang phải và từ phải sang từ phải về trái. Phải sau k lần đẩy thì bóng đang ở ô số mấy? Cái bài này khi đọc thoáng qua thì cũng thấy là thế nó cũng phải khó, nhưng mà thực ra chúng ta suy nghĩ một chút sẽ thấy nó không quá khó. Nhưng mà tất nhiên nó vẫn là gì? Tất nhiên nó vẫn là suy luận toán học. Thế nào? Chưa đây chẳng có gì tin học ở đây cả. Toán. Được chưa? Đấy, ta lấy ví dụ nhé. Chụp là với 8 này. Nghĩa là 5 lần này mà cho đi này. Bắt đầu nhé. 1 này, 2 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy. À đi 4 lần chứ, 4 lần nhé. 1 2 3 4 dừng lại ở số 5. Đây. Còn 10 lần nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 9 10 dừng lại ở số 3. Nhưng mà khi nó dừng lại ở đâu thì chúng ta ghi lại số đó ở đó. Đó. Thì bài này
Bạn thật ra mới nhìn thì cũng ẩm thực hơi khó, mà chúng ta cũng đã phân tích một chút thì ta thấy nó cũng không phải là quá khó. Đấy, tuy nhiên nó cũng không phải là dễ, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích từng chiều một xem là cái quy luật sau bao nhiêu bước thì cái quả bóng nằm ở ô nào. Chúng ta tính theo cho phạm vi là từng 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 cái bước một nhé, từ trái sang phải trước, từ phải về trái sau. Chúng ta lời giải đây, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Chúng ta phân tích lần lượt các cái bước đi, các bước đẩy bóng nhé, các cái bước đi hay gọi là các bước đẩy bóng nhé. Đẩy bóng một là từ trái sang phải nhé, từ trái sang phải thì như thế nào, từ trái sang phải xem là cần phải tổng cộng nó còn là bao nhiêu bước, và sau bước K thì cái bóng nằm ở ô nào, và ngược lại chúng ta sang khám phá sang thứ hai là từ khi mà đi đủ rồi thì từ trái sang phải, từ phải sang trái thì như thế nào, từ phải sang trái cũng như vậy cần bao nhiêu bước, và sau bước K thì ô đó nó nằm ở đâu, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ trước tiên chúng ta có nhận xét chung nhé, chúng ta có nhận xét chung đã, là ta nhận xét chung. Bây giờ từ trái sang phải sẽ hết là bao nhiêu bước? Đó là nhận chung như vậy. Và từ phải sang trái hết bao nhiêu bước? Chúng ta cùng nhau phân tích đầu tiên đã. Cùng nhau phân tích là bao nhiêu bước để đi đầu đi từ trái sang phải, và bao nhiêu bước đi từ phải sang trái nhé. Đó. Mà khi mà chúng ta đi tiếp tục thì nó lại tuần hoàn như vậy, sau 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 lượt từ trái sang phải, từ phải về trái về đúng số 1 là xong cái vòng tuần hoàn. Sau vòng hoàn tiếp theo lại lại y hệt như vậy, thì chúng ta cùng nhau phân tích cái này nhé, một tí kẹo thôi, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đầu tiên là từ trái sang phải nhé, đây này, đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, cho đến cuối cùng là n trừ 1, và đây là n nhé. Đây này, đi xuống ghi như này nhé, được như vậy nhé. Và thế đây này, sau đó đây là n trừ 2 này, và đây này, và đây này, được chưa? Thì hỏi rằng là theo cái đi này là đi hết sẽ làm bao nhiêu bước nhé. Đây nhé, thì tất cả là bao nhiêu bước nhỉ? Đây nhé, tới đây là bao nhiêu, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đúng không? 2 này, 4 này, 5 này, 6 nhé. Đấy. Thì là tất cả từ số 2 đến số n là đi đến, số 1 không đi đến. Vậy là tất cả đây nó chỉ có là n trừ 1 bước thôi. N trừ 1 bước ở cái bước đi này. Như vậy là gì? Như vậy xem như sau là ở cái bước đi ấy, lần bước đi là nó chỉ đi được đúng n trừ 1 bước là nó đến cái vị trí sau cùng nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp cái số 2 nhé, là đi ngược lại như thế nào nhé. Để suy đến n rồi nó sẽ đi ngược trở lại. Đây đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, ở đây nó sẽ là n trừ 3, n trừ 1, đây là n trừ 2, đây là n. Đây đi nhé, đây, đây này, xong xuống này, xong lên này, xong xuống này, xong đây là lên này, xong xuống này, lên này, đấy. Thì bạn thấy nhé, tất cả các ô đều có đi đến cả, đi đến nhé. Ô này đến đến trừ ô này không đến được này, ô này không có đi đến, không đến, ô này không đến. Vậy suy ra thì nó có tổng cộng là n trừ đi 3, n trừ đi 3 bước thôi. Đấy. Vì có ba cái số là nó không đi đến, chỉ có đi trống này, ô này không đi đến, không đến, ô khác được đi đến hết nhé. Tổng số là n trừ đi ba ô này sẽ là n trừ ba bước đó. Vậy ra như sau, chúng ta đến là phân tích một tí chút đã. Như vậy là thì đi từ trái sang phải là hết n trừ một lần, n trừ một bước là đến nơi, còn đi ngược từ trái từ phải sang trái là n trừ ba bước, được chưa nào? Đó là phân tích một tí kẹo thôi. Vậy suy ra như sau, vậy suy ra là tổng khi nào thì nó quay về số 1, khi mà tổng cả hai bước này, như vậy tổng số bao nhiêu? Vậy suy ra là cái tổng số tổng
tổng số là n trừ 1 cộng với n trừ đi 4 trừ 3 bằng là n 2n trừ đi 4 bước. Đấy. Tổng số hay là gì? Hay là cái bước đi của cái của cậu ống này là nó có chu kỳ là 2 là 2n trừ 4, như vậy là t bằng 2n trừ 4 chính là cái chu kỳ của cậu ống. Yeah. Và chúng ta quan tâm đến một chu kỳ thôi, còn chu kỳ khác là tương tự, được không nào? Như vậy thì sao nhé? Như vậy chúng ta sẽ làm cái bảng và chúng ta cùng nhau phân tích một chút, được chưa? Đây, ta làm cái bảng như này. Làm cái bảng xem là sau mỗi bước. Các chế độ đây là nửa đầu, nhưng đây là nửa cuối này. Đó. Đấy, để chế độ ra này. Nhé. Nửa đầu bao nhiêu? Nửa đầu là n trừ 1 bước, 1 này, 2, đây là n trừ 1 bước. Nhé. Còn nửa sau là nửa sau nó sẽ gì? Là tôi ký hiệu lại, thực ra đây nó sẽ đây chính là n trừ 2, là đây chính là n, đây là n cộng 1, các ô cộng 1. Cuối cùng đây là gì? Cuối cùng vào đây là n, đây là n trừ 1. Đây là 1. Thực ra cái bước này là bước ở đây thì bước thì n, bước thì n cộng 1. Và đến đây này, đây là bước 2n trừ 4. Đấy. Được chưa? Chúng ta cũng phân tích là cái quy luật của nó là cái sau cao bước nó nằm ở đâu. Chúng ta cũng phân tích nhé. Này. Ở đây là một nửa đầu này. Ở đây là một nửa đầu. Ở chỗ này là n, đây là đi từ trái sang phải này, đi từ trái sang phải. Một nửa đầu. Còn đây là đi từ phải sang trái nhé, phải sang trái. Đấy, chúng ta cũng phân tích một chút là ra ngay nhé. Đấy. Cái chỗ này là cái số tự, đây là k này. Còn ở trên này là cái ô tương ứng nhé. Ô này vẫn là 1, 2, đây vẫn là n trừ 1. Nhưng sang cái bên này, nó bị sang bên này thì nó ở bước thứ n này cộng 1. À xin lỗi. Ở trên này mới là k này, ở đây là ô này. Khi n trừ 1 xong đi n, xong lùi về n trừ 1, n trừ 2, lùi về 1. Còn số k tăng lên k là 1, 2, 3, 4, n trừ 1, n cộng 1, n cuối cùng là 2 n trừ 4. Đây là chu kỳ đây, chu kỳ là 2 n trừ 4 phần tử, chu kỳ đấy nhé, đó. Bây giờ cô giáo phân tích là với ứng với k như thế này, thì ở đây sẽ là bao nhiêu? Đây là cái hàng thứ hai là số nào? Đấy, chúng ta cùng nhau phân tích một chút là ra ngay nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái bảng này, chúng ta vẽ rõ rồi nhé, và chúng ta sẽ phân tích ra một tí là sẽ ra ngay cái đáp số nhé. Đây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này, trường hợp mà đi nhé, chúng ta cùng nhau phân tích một chút thôi là các bạn sẽ thấy ngay cái luật của nó. Phân tích nhé. Một là cái hướng từ gì, hướng từ trái sang phải. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút thôi là chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích này. Thì với hướng đi nhé, thì ở đây chúng ta phân tích, đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, đây là n trừ 1, đây là n nhé. Ở bước 1 đến số 2, ở bước 2 đến số 3, ở bước 3 đến số 4, bước 4 đến số 5. Vậy suy ra như sau là ở bước thứ k thì sẽ đến cái số là số k cộng 1. Như vậy chúng ta gọi là cái d là cái bước d của k nhé, thì sẽ bằng là k cộng 1. Cái bước đi đấy, đích của đây là đích nhé, đích của bước k chính là cái ô chữ cộng 1 ở cái bước đi. Vậy suy ra như sau nhé, đây này, ở đây nó sẽ là 2 này, đây là 2, 3, đây là chữ n, và tổng quát của nó là chính là gì? Đây chính là k cộng 1. Nó đây là k nhé, đây sẽ k cộng 1, đây là k cộng 1. Đó. Đây là tổng quát đây. Được chưa? Tiếp theo cho tính ở bên này nhé, bên này là đi ngược lại này. Đó, chúng ta đi ngược lại nhé. Ngược lại là chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Bây giờ cái này các bạn cái này một tí tiếp là chúng ta tìm ra được quy luật nhé. Đây là cái chiều đi. Ở đâu nhỉ? Có một chiều lùi nhá. Vậy chiều đi là như này nhá.
Như vậy là cái chiều đi thì là cái luật là cái ô đích của bức thứ K là K cộng 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích số 2 là phân tích cái chiều. Phân tích cái chiều gì? Chiều từ phải quay trở bên trái. Được chưa? Đây, chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Chúng ta cùng nhau là phân tích một chút nhé. Đây nhé. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. À đây, tiếp theo đây là gì? Đây là N. À đây là N trừ N trừ 3, đây là N trừ 2, đây là N trừ 1, đây là N nhé. Ở bước 1 thì là như thế này nhé. Thật chủ ngược lại nhé. Và tiếp theo là như thế này, cơ thể đưa lên đi xuống nhé, và cũng ra phép này này, đi xuống này. Đấy, đi như này này nhé. Thì chúng ta cùng nhau phân tích này nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây nó bảo theo cái bảng này này. Nó bảo theo cái bảng này. Đấy. Cho thi đua theo K nhé. Với K bước đầu tiên là K bằng N này. K này cộng 1 này nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây là K này. Đây, chúng ta cùng nhau cái này nó hơi khó một chút, các bạn chủ nó suy nghĩ nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích như này. Đây. Đây là K nhé. Đây là DK nhé. Đấy. Thì như sau này, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích và chúng ta sẽ tìm được quy luật như sau nhé. Đây, K bằng N, N này, N cộng 1 này, N cộng 2 này, đúng không? N cộng 2, và đến cuối cùng ở đây này, cuối cùng của nó ở chỗ này là, ở đây là 2N trừ 5, đây là 2N trừ 4 là hết, 2N trừ 4 là nó về số 1 đây. Thân thể này là về trước số 1 là số này, là số 4 đây nhé. Còn ở VN thì đó là ở bước thì N là nó đến chỗ nào, với bước thì N là nó đến số này, ở bước thì N là đến chỗ này, bước thì N là đến số N trừ 3 đây. Đây sẽ là N trừ 3 này, đây là N trừ 3 này, đúng không nào. Còn bước N cộng 1 đây sẽ là N trừ 2. Đấy, N trừ 2 sau đó là bao nhiêu, nó hơi là nhằm một chút nhá. Đấy, nó hơi nhằm một chút và chúng ta sẽ sau n trừ 2 thì nó cái gì, sau n trừ 2 đây là n với bước n cộng 2 là sau n trừ 2 nó lên lại đây là n trừ 5. Đấy, nó bên này nó dích dắt, nó không đơn giản. Cô thức cuốn này ta tìm cô thức nó hơi khó một chút nhá, thì các bạn chịu khó suy nghĩ một chút. Đây chúng ta sẽ phải ra như sau này. Đấy, là như sau nhé. Bây giờ thì như sau, đây chúng ta cùng nhau phân tích sẽ tìm được cái này này. Đây nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Cái này cũng hơi bị kinh ý nhé, cái này hơi bị kinh ý nhé. Cái này các bạn sẽ phải làm một chút cơ, và sau đó chúng ta đưa ra các số cuối cùng nhé. Trong trường lúc về là như nào, với K với N là cái này, với K bằng 1 là cái này, với K bằng 2 là cái này. Thì cái này nó phụ thuộc vào chuyện là cái số K là chẵn hay lẻ cơ, hay lại thế cơ. Chúng ta cho tôi N luôn là số chẵn nhé. Nhưng mà trường này là K chẵn này, đây là K lẻ này, đây là K chẵn này, đây là K lẻ này, và nó phụ thuộc vào chuyện đó thì cũng rất cho đây nhé. Chúng ta có thể đây này, chúng ta ở đây chúng ta có thể suy ra được công thức sau tính DK khi K mà lớn hơn hoặc bằng N nhé. K
ca nhỏ hay n thì biết rồi, là ca nhỏ hay n thì nó chính là ca cộng 1. Còn với ca lớn n thì là nhỏ như sau. Thì như sau nhé, là nếu đây là cái luận này nhé, tôi biết cái luận thôi, còn chúng ta có thể phân tích theo tôi thích cũng được thôi, nhưng mà thường chúng ta không thời gian đâu, tôi làm nhanh. Nếu mà ca mà là chẵn ấy, nếu ca chẵn thì chúng ta có thu sau đây. Nếu ca mà chẵn thì chúng ta có là dk sẽ bằng đấy, dk sẽ bằng là 2n trừ đi k trừ 3. Còn nếu mà ca lẻ, nếu ca lẻ thì dk sẽ bằng gì? Bằng 2n trừ k trừ 1. Được chưa? Cho nên cái này các bạn sẽ chịu khó, các bạn sẽ phải nhìn vào số bạn này, các bạn sẽ phân tích một chút sẽ ra này. Cái làm nơi để phân tích nữa là chúng ta sẽ không tính từ k, chúng ta tính từ cái số mà từ 1 trở đi đấy thì nó dễ hơn. Coi như cái bước này là bước 1 đây này, 2 này, 3 này, 4 này, và đây là lẽ là trừ 3 thì cũng được. Mà đây tôi với tôi đáp luôn. Vậy ta suy ra sau này, suy ra công thức sau đây nhé, suy ra công thức sau, suy ra cái công thức cuối cùng như sau. Công thức cuối cùng như sau nhé. Để tính dk được chưa? Với gì? Với là 1 nhỏ hơn được bằng k nhỏ hơn được bằng là 2n trừ 4. Đây là cái chu kỳ, cái chu kỳ của cái việc mà chúng ta đẩy bóng ấy. Khi đẩy bóng lên cái bước là 2n trừ 1 nó quay trở lại số 1. Còn bước k cao thì từ 1 trở đi nhé. Thì cái dk như sau nhé. Thì tôi làm công thức sau là dk như sau này, dk là bằng này, công thức như sau, dk bằng đây, chúng ta cùng phân tích. Nó sẽ bằng là gì? Nếu mà k mà nó sẽ bằng là chỉ bằng là k cộng 1. Nếu 1 nhỏ hơn hoặc bằng k nhỏ hơn hoặc bằng là n trừ 1. Còn theo n lớn, k lớn n trừ 1, tôi làm như sau, chia làm hai trường hợp là k chẵn và k lẻ. Thì như sau. Đây là nó sẽ bằng như sau, cũng thuộc trên ta vừa nói đấy, là 2n trừ đi k trừ 3 nếu nhé, nếu k lớn hơn hoặc bằng n và k chẵn. Tất nhiên là k là nhỏ bằng 2n trừ 4 rồi, và bằng là 2n trừ đi k trừ đi 1 nếu mà k lớn hơn bằng n và k lẻ. Đây chỉ là công thức. Sau khi phân tích kỹ cái trường hợp này, chúng ta có cái trường hợp này. Thì cứ phần đầu dễ, phần sau chúng ta suy ra một tí thôi, chúng ta sẽ làm ra được. Như vậy chúng ta suy ra như sau này. Chúng ta suy ra là sau là cái bước đi của k là nó có chu kỳ. Chu kỳ. Đây bước đi của k là như này nhé, chúng ta sẽ vẽ ra cái bước đi của k đây. Đây là k nhé. Đây là từ 1 này. Có chu kỳ là 2n trừ 4 nhé. Khi mà gặp 2n trừ 4 nó lặp lại vị trí này. Nhưng mà như vậy nó có chu kỳ là giống hệt nhau. Bước đi là như hệt nhau. Đấy. Một cái đoạn này là cái đoạn nó có cái độ dài của nó là 2n trừ 4. Và hết đoạn này nó quay lại. 2n trừ 4 nó quay lại. Quay lại cái vùng 1. Như vậy là nó giống hơn nhau ở đoạn này. Bước đoạn này nó có chiều dài là 2n trừ 4 nhé. Đó, là chú ý. Và trong một cái ô này, trong bước đoạn này khi gặp lại thì có công thức dk tính được theo công thức trên. Thì từ đây ra suy ra thôi. Thì là suy ra để giải bài toán thôi. Chúng ta chỉ trừ k bất kỳ, chúng ta sẽ tính được cái chỉ số của nó ở trong cái đoạn là một chu kỳ này. Đấy, sau chúng ta tính cái này là ra. Vì tôi đưa lời giải như sau nhé. Đây, thì mình này tôi đưa lời giải như sau rất là nhanh. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Thì đây là giải bài toán đây nhé. Tôi sẽ viết xuống dưới này cho nó dài như này. Đây tôi viết lời giải. Sau đây là lời giải của bài toán này. Lời giải của bài toán như sau nhé. Lời giải của bài toán nhé. Tôi mô tả bằng gì? Mô tả bằng pseudo code nhé. Đây. Input này.
input là N và K nhé. Đấy, K là, theo đồ bài K là số in hoa đấy, chữ in hoa đấy. Thì làm như sau. Thì bước đầu tiên tôi đọc T, T là gọi T là chu kỳ. Đây là chỉ là cái chu kỳ của kia, của kia các bước để bóng ấy. Đây là chu kỳ, đây là chu kỳ. Chu kỳ của các bước nhé. Rồi, sau tôi đặt, tôi gọi K nhỏ chính là cái gì? K nhỏ chính là cái số bước mà ở trong một chu kỳ. Tôi tính cái K nhỏ, thì K nhỏ là như sau. K nhỏ đầu tiên tính bằng gì? Tôi tính bằng là K lớn, tôi lấy số dư đối với T nhé. Và kiểm tra nếu mà K bằng 0 ấy, tức là K bằng 2 là chữ 4 ấy, thì đặt bằng K bằng 1, là K bằng T luôn, K bằng T. Đấy. Nếu mà cái này. Rồi, sau đó tôi làm như sau. Bắt đầu tính này. Tính kết quả nhé, cái kết quả là cây số là gọi là D nhé, kết quả gọi là D sẽ làm như sau nhé. Đây thì như sau là bắt đầu tính này, bắt đầu tính cái DK đấy là cái chúng ta đã đặt số nhé, thì nó phải là sau cao bước đúng không nào, làm như sau này. Đây cũng chúng ta đã biết rồi, phần trên chúng ta áp dụng từ đây này, bắt đầu áp dụng công thức này nhé, thức này này, đây này, đó, để chúng ta giải, cái làm như sau, phần này là như sau nhé, đây, ít này, ít mà k mà nhỏ hơn n, thì chúng ta tính ra là dk, tiêu là d nhé, d nhỏ bằng k cộng 1, thế chưa, mà số bước mà nhỏ hơn n thì nó mới chính bằng k cộng 1, còn ngược lại nếu số bước mà lớn bằng n thì làm như sau. Đây, như này thì chúng ta lại công thức, chúng ta chia hai trường hợp. Nếu if mà k là số chẵn, if k là 1 2 bằng 0 thì chúng ta ra kết quả d bằng gì? D bằng là 2n trừ đi k trừ 3. Còn ngược lại nếu k là lẻ thì chúng ta đặt d bằng bằng là 2n trừ đi k trừ 1. Đó. Được chưa? Và kết thúc ở đây chúng ta output ra ngoài. Output D. Đây chính là số bài toán nhé. Như vậy cái này bài toán rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó là cái bài toán này. Đây, đây chính là đáp, đây là chỉ là cái giải cho ta. Để giải nhé. Ồ. Được chưa? Đây chính là lời giải của cái bài, của cái bài số mấy nhỉ? Đây là chúng ta có số mấy nhỉ? Bài số 3 đúng không? Bài số 3 nhé. Đây, đi vào cái bài này này. Bình phong gì đúng không? Bây giờ giải 3 bài. Bây giờ chúng ta sang bài số 4 này. Thì cái tam giác ngoài này tôi gọi là tam giác gốc nhé. Đấy. Tam giác gốc. Các cái dòng nói số, các dòng từ y đến số là liên tục 1 2 3 4 5 6 liên tục từ trên xuống dưới đấy. Đó. Được chưa? Đấy. Cái tam giác gốc này là gì? Là nó có là có thể nó có thể là vì vậy là nó là vô hạn, nó là vô hạn đúng không, vô hạn lần, nhưng mà chúng ta quan sát là gì, ký hiệu là cái vòng tam giác bức ca này, này tam giác được chia thành các cái vòng từ ngoài bên trong, nhìn sau. Đấy. Vòng một đây này. Vòng 1 là vòng cùng này nhé, là màu vàng nhé. Vòng 2 là cái này. Vòng 2. Vòng 3, mỗi vòng như vậy là một tam giác cân vuông nhé.
Và cái đường này là đường chéo, cái đường là đường này là cạnh cạnh đây là cạnh dọc, đây là cái đường cạnh ngang, cạnh dọc đây, cạnh ngang. Đấy. Được chưa? Số ca số nào nhỉ? N, đây đây là N, N là số này này. Còn K là cái vòng K đúng không? Cho trước siêu N đây, N. Mà cái tao gốc của nó gồm có là N là N là N hàng nhé. Như vậy là cạnh gốc của nó, cạnh bên trái là N phần tử, cạnh đáy lại là N phần tử, cạnh cạnh huyền cũng là N phần tử. Nhìn nó chéo như này, đó. Được chưa? Và các dòng có đa số là từ trên xuống dưới, từ trái sang phải như này. Đó. Đó là cái hình ta gọi là tam giác gốc là có n dòng. Bởi với mỗi k, với mỗi k thì nó có là vòng k nhé. K. Bốn vòng. Đây là vòng 1 này, vòng 2 này, vòng 3, vòng 4, vòng số k này là phải gì? Là phải nhỏ hơn được bằng n cộng 2 trên 3 để bảo đảm rằng là nó có đúng cái vòng như vậy. Một cái vòng như vậy như sau, cái vòng số k thì là nó cách ở bên trái này này, cách bên trên nó ở cái hàng, nó ở cái cột thứ k. Ở dưới này nó là cột là cái hàng thứ k từ dưới lên, hay là ở bên trái này, đây là vòng 2 nhé, thì ở bên trái này nó có một cái cột nữa, ở bên đấy có một cột nữa. Như vậy là ở cái vòng tam giác bức k là nó cách ở bên trái, cách cột bên trái là k trừ một ô, và cách đáy là k trừ một ô, cách bên phải cũng là k trừ một ô. Đấy, thì nó định nghĩa thế là làm một cái vòng thứ k là như vậy. Thì muốn như vậy thì k phải bạn được như này. Và đề bài như sau, đề bài là cho trước n, cho trước k và tính tổng số các cái ô trên cái vòng gọi là vòng tam giác bức k. Đấy, tổng này. Đấy, được chưa? Bài này đúng, nhìn mình nhìn vào thì hơi bị choáng một chút, hơi tức là để hình dung là cái gì cũng rất là khó nhé. Đấy. Như vậy với 8 là 2 này. Chiều dài là n là 8 này, và ở cái mức 2, mức 2 là mức này này. Tổng ôm ô màu vàng này là nó sẽ bằng là 210. Còn cái với cái bài này tất cả n bằng 5, n bằng 5 có 5 và 1 chứ cái vòng đầu tiên đây. Tổng ô màu vàng này là bằng 98. Đó. Được chưa? À, thì đó là cái bài này. Để các bạn chú ý nhé. Bài này tuy hơi là phức tạp thôi, nhưng mà chúng ta nhìn được kỹ một chút thì cho thấy nó không có gì, nó không phải là quá khó nhé. Bài này và bài trên. Cái bài trên là bài ping pong ấy, nó đẩy bóng thì cũng như vậy. Mới nhìn thoáng qua cảm thấy nó khó, nhưng cho phân tích một chút. Hoàn toàn là toán học, thuần như toán học thì thấy là nó không phải là quá khó, chỉ tốn mất thời gian thôi. Mà tất nhiên theo tôi thì đối với sinh tiểu học thì là quá khó thôi. Vì các em còn bé, quá bé mà nó phân tích những bài này thì cũng có thể phải luyện phần làm nhưng mà bác đòi hỏi các em phải luyện nhiều thôi. Thì nó không theo tôi nó thuần lý là toán. Chứ tôi bảo cái đề bài cái bằng A này nó nên đổi tên là không phải tin học trẻ mà là toán học trẻ. Nó dễ hơn. Nên. Được rồi, chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái bài này. Thì cái bài này cho tôi là phân tích của nó hơi khó một chút. Tôi sẽ nói cái ý tưởng thôi, và sau đó tôi sẽ nói cách tính, và chúng ta sẽ đến cái kết luận là cần tính như thế nào và cần phải trình ra sao. Còn chi tiết cụ thể hơn nữa thì các bạn, như là các cái thầy giáo, các cái bạn là người lớn ấy, thầy giáo thì chúng ta nên thu vào, nên tìm hiểu và chúng ta dạy lại cho học sinh. Còn các bé thì là học sinh mà các bạn hiểu được thì tốt quá, còn không hiểu được thì các bạn sẽ phải xem lại kỹ cái lời giải này, sau chúng ta sẽ hỏi người lớn nhé. Theo tôi thì cái bài này mà học sinh mà không hiểu được là chuyện bình thường. Thế tôi thấy như vậy, học sinh tiểu học không được luyện cái này luyện, theo tôi luyện gà chọi, còn nó không mang tính chất là kích thích một kiến thức mới. Tôi nghĩ giải cái bài này nó còn được mang tính là kiến thức mới, nó chỉ là luyện, vì là tất cả kiến thức của nó hầu hết là vượt quá chương trình của tiểu học ấy, vượt xa chương trình tiểu học, và tất cả các cái mức độ nhận biết của bài toán là vượt xa trình của tiểu học. Rồi chúng ta cùng phân tích nhé. Như vậy cái bài này bản chất của nó là gì? Là chúng ta cho trước số n và cho trước số k nhé.
và chúng ta cần phải chỉ ra cái vòng tam giác bức cao nó nằm ở chỗ nào, nó có theo số gì, sau đó chúng ta tính tổng cái ô ở vòng ngoài, ở cái vòng của cái tam giác đó nhé. Đây, lấy ví dụ nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này, phân tích nhanh nhé, phân tích nhanh bài toán nhé. Khi chuẩn bị cái này nó luôn là tôi bản thân tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi mình khi đọc bài toán này tôi thấy rất là cũng thấy rất là thế này là sao khi mình hiểu mà giải được, khi mình tự giải, sau đó tôi sẽ phân tích lại, tôi sẽ gộp lại, phân tích lại và tôi quán tôi viết lại sao cho là dễ hiểu nhất với giáo viên và học sinh. Đấy. Chứ còn đúng là rất là khó đối với phân tích nhanh. Chúng ta sẽ xem tổng quát xem là cái ô hay là cái vòng cho trước là n và k, và xem là cái ô cái vòng tam giác bức cao là cái gì. Đây thì đây nhé, đây chúng ta vẽ, đây là cái hình hình vuông góc này, đó hình tam giác góc nhé. Đấy. Nó có cái chiều dài, cái nó có cái là nó là các ô thôi, từ ngoài đây là chỉ là cái ô vuông này nhé, ô vuông này. Đấy, vẽ ô vuông nhé, ô vuông này. Đấy, ô vuông này nhé. Đấy. Thì nó có cái cạnh là nó gọi là NO, cạnh đáy cạnh huyền cũng là NO nhé, nó xếp chéo thôi, cũng chéo như này đó, nó xếp chéo như này thôi, nó vẫn là NO hết nhé, đó NO rồi. Thì ở bước ca là sẽ cho có cái hình nó như này đó, bước ca đây là bước ca nhé đó. Thì đây là cái vòng tròn, đây là cái ở bên ngoài này chỉ là cái vòng tam giác mức k. Mức k là mức gì? Mức k là mức gì? Chúng ta phải thụt vào ở chỗ này, là thụt vào ở chỗ này là chỗ này, đấy, thụt vào cái chỗ này này. Cái chỗ này là ta thụt vào chỗ này là k trừ 1 ô. Ở chỗ này này, ở cái chỗ này cũng là k trừ 1 ô nhé. Đấy, chỗ này này là k trừ 1 ô. Đây thì cái vòng tròn này này, cái hình đáp án là tam giác mức k, và chúng ta phải tính được cái ô ở đây này. Ô ở đây nhé, đấy. Ô ở đây này, ô ở đây này, đây là cái ô vuông hết rồi, đây, ô vuông, đây là ô vuông nhé, ô vuông, ô vuông, đấy. Ô vuông ở đây này, ô vuông, đấy. Và cần tính gì? Tính tổng của các cái này. Thật ra là các cái ô này là có quy luật hết. Cái ô này là quan trọng nhất, là cái ô này là cái ô đầu tiên này, cái ô này này là cái ô tôi ký hiệu là TK, là cái số đo của cái ô đầu tiên này là số nào. Còn khi chúng ta vẽ cái tính tính TK rồi nhé, thì kia đây là ô đầu tiên này, ô số 2 đây, ô số 3, ô thứ mấy thì chưa biết nhé. Đây nhé, sang ô tiếp theo này, ô tiếp theo này, và như vậy thì cái ô này đấy. Đấy. Thế đây là cái vòng tròn tam giác TK đây. Thì cái ô này tôi ký ô đầu rất quan trọng, ô này là cái ô đầu tiên. Tôi ký hiệu nó là TK nhé. Đấy, hiệu TK. Thì từ ô này là nó có quy luật của nó, không phải là có quy luật hết nhé. Luật hết nhé. Cho nên quan trọng nhất là tính cái ô đầu tiên này đã nhé. Thì chúng ta có sau đây nhé. Đây là ô này là ô TK, cái ô này là được có các hàng của nó, cái hàng này tôi ký hiệu của nó là H. Đấy, được gọi là H nhỏ nhé. Rồi. Cái chiều dài cạnh đáy cái vuông góc này, cái chiều dài này. Đấy, cái chiều dài này nhé. Chiều dài này này tôi sẽ ký hiệu của nó là gì? Là H, H hoa. H hoa. Thực ra là H nhỏ, là H nhỏ mũ K đấy. H hoa mũ K. Đấy, cũng được, tôi ít nhanh là tôi khi như vậy là k là số tôi cố định rồi, tôi không quan sát k, tôi tính t là 1, t là cái ô đầu tiên nhé, ô này nhé, tính h nhỏ mà tính h lớn. Đấy. Như vậy là đồ bài chúng ta tôi cần tính t, tính h nhỏ và h lớn. Khi biết được t, biết h nhỏ, h lớn rồi thì hoàn toàn có thể tính tổng theo cái này được, tổng ba cái này, tổng theo cái chiều, tính tổng của cái vòng tròn mức k, tính tổng theo chiều cạnh dọc, xong cạnh ngang, xong cạnh chéo, được chưa? Chiều dài của chiều dài này là chỉ là h, gọi là h nhé, này chiều dài h, và thêm cái chiều dài này cũng là h luôn nhé, này cái này là h, thằng này là h luôn, có h o nhé.
còn hát nhỏ là cái hàng, kiểu là hát là cái hàng của cái ô đầu tiên của cái vòng tròn, cái vòng tam giác mức K nhé. Nhưng mà đầu vào, đầu vào là N lớn và K nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tính một tính cái số T là cái ô, cái số mà nằm trong cái ô đầu tiên của cái vòng tam giác mức K. Tính số thứ hai là tính H thì để viết lại cho này như vậy là cho chiếc là đây. Để tôi viết cho nó nhanh nhé. Như vậy như sau, như vậy là ta cho trước. Cho trước là N và K. Tôi kiểu là K nhỏ cho dễ nhé. Được rồi, ta tính này. Chúng ta sẽ tính nhé, chúng ta cần tính này. Cần tính nhé. T. T đây là cái số nằm trong cái ô đầu tiên của cái vòng, tôi hiệu là vòng tam giác mức K nhé. Vòng tam giác mức K. Được chưa? Đó, cái ô này gọi là ô số T đi. Số H nhỏ chính là cái chỉ số hàng đầu tiên, cái chỉ số hàng của cái ô đầu tiên. Và H lớn là cái độ dài hay là cái số các cái ô trên một cạnh của cái vòng tam giác mức K. Vòng tam giác mức K. Và chúng ta cần tính T là 1, tính H nhỏ là 2 và tính H hoa là 3. Chúng ta có 3 số cần phải tính. Khi mà tính được cái tính T rồi, tính H nhỏ rồi, tính H lớn rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn là tính được cái phiên bản lập trình cho tính được cái độ dài nhé, tính được cái đáp số là tổng của các ô trên cái hàng dọc, hàng ngang và hàng chéo của các tam giác đó. Bây giờ cùng nhau tính nhé. Tôi tính cái giấy trước, tính là thực ra thêm một con số nữa thôi được, thêm một số là H và C đấy, C là cột, H là số hàng, H là hàng và C là cột nhé, số hàng và cột. Cái hàng cột này tính rất là dễ. Nhưng đầu tiên tôi tính hàng trước nhé, thì cho như sau, cho chỗ quan sát này, cho quan sát cho thấy ngay nhé. Với K bằng 1 nhé, với K bằng 1 thì H bằng 1, với K bằng 2 thì H bằng 3, với K bằng 3 đây, với K bằng 1 thì H bằng 1, với K bằng 2 thì H bằng 3, với K bằng 3 thì H bằng 5. Đấy, H bằng 5. Thì chúng ta suy ra như sau. Đây chúng ta cùng nhau tính nhé. Đây chúng ta cùng nhau tính này. Đây cùng nhau tính nhé. Tính ở đây nhé. Đầu tiên là tính H và C trước nhé. Đó. Thì H1 thì bằng 1, chúng ta đã vừa tính rồi. H2 bằng 3, H3 thì bằng 5. Tương tự như vậy, vì suy ra cũng có như sau. Tổng quát là HK thì sẽ bằng là 2K trừ 1. Để cấu trúc 1 nhé. Đấy. Còn cột thì hiển nhiên chúng ta có vào là một ông cột thì hiển nhiên rồi là mức K là cột thứ K thôi, như vậy là cái cột là cái CK sẽ là bằng K. Cái này cũng là hiển nhiên nhé. Đấy. Cột ở mức 1 thì nó lùi vào ở mức 1 thì nó ngay cột 1, ở mức 2 thì nó lùi vào là cột 2, mức 3 cột 3 và mức K nó là cột K nhé. Bây giờ chúng ta tính tiếp là cái số là cái số T nhé. Chúng ta tính tiếp cái số T thì như sau này. Bây giờ tính số T là hơi khó một chút nhé. Đây tính số T, tính T nhé, hay là đổ vào K. Tính T làm sao? Để chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Đây này. Để chúng ta suy tư cái này, để tôi copy xuống đây và chúng ta cùng nhau đợi tôi một chút. Tôi copy cái ảnh xuống, chúng ta sẽ thấy ngay. Để copy nhé. Để tôi copy cái ảnh xuống, đợi tôi một chút. Copy cái ảnh một tí thôi. Và chúng ta sẽ hiểu. Đây nhé. Đó. Chúng ta tính T này, đây chúng ta tính T nhé, đây
Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút nhé. Đây này, chúng ta thấy nhé, đây nhé, T1 thì bằng 1, đúng không nào? T1 chính là cái này này, đó, chính là cái này nhé. T2 bao nhiêu? T2 bằng bao nhiêu? T2 bằng 5, đây T2 đây, T2 đây. T3 bằng bao nhiêu? T3 bằng đây, bằng 13. Và T4 bằng 25. Thì chúng ta có suy ra công thức gì không nào? Thế này các bạn sẽ có những phân tích một chút. Thì chúng ta sẽ thấy như sau. Trong phân tích này nhé, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng, hay là cái này các bạn sẽ phải cũng phải có một cái công thức gì đó chúng ta chú ý nhé, là như sau nhé, là chúng ta suy được sau đây này, có một công thức là cái TK sẽ bằng như sau. TK sẽ bằng là bằng cái TK trừ 1 cộng với 4 lần K trừ 1. Đấy. Hay là chúng ta có công thức truy hồi như sau nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích nhé, và chúng ta suy ra như sau. Đây. Công thức truy hồi của TK. Như vậy là đây là cái mà theo tôi là rất khó với học sinh tiểu học, rất là khó hiểu cái này luôn. Cái này là cái mà học sinh tiểu học rất là khó có thể mà có thể hiểu được cái này nhé. Bằng 1 nếu mà K bằng 1 nhé. Mà bằng là TK trừ 1 cộng với 4 lần K trừ 1 nếu K lớn hơn 1. Đây là công thức truy hồi đấy. Từ chỗ này chúng ta sẽ tính được, chúng ta sẽ tính được cái công thức tổng quát của TK được nhé. Cái này là cái tất cả cái thứ này được tôi nói ra đây, nhưng mà tôi rất lo là nói ra này thì may ra giáo viên cấp giáo viên thì có mẹ còn hiểu được, chứ học sinh hầu như rất là khó. Tôi hy vọng cái này là cái chỗ mà nếu mà giáo viên các bạn nào mà chưa hiểu, các bạn sẽ đọc thêm các sách khác. Còn các bạn nào mà hiểu rồi thì giảng lại cho học sinh. Học sinh theo tôi nói chỗ này là nó rất là ngược. Đây từ cái này chúng ta sẽ phân tích ra này. Đây là 2 nhé. 5 trừ 1 là 4 này. 13 trừ 5 là 8 này. 24 trừ 13 là 12. Cái số sắc bên trong nó sẽ là 1. Tất cả là 4 này. 8 là 12. Nhưng mà nó ra 4 lần như K trừ 1. Nó hơn nhau. Cái lệch nhau nó hơn nhau là 4 lần K trừ 1. Điều chúng ta từ đây chúng ta sẽ phân tích ra cái cách tính tổng quát nhé. Để chúng ta cùng nhau phân tích ra chúng ta tìm công thức tổng quát của TK nhé. Thế thì làm sao, bây giờ tôi làm thử các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta viết là TK này bằng là 4 lần K trừ 1 cộng với TK trừ 1. Được chưa nào? Ta viết lại này, bằng 4 lần K trừ 1 cộng với cái này sẽ bằng là 4 lần K trừ 2 cộng với TK trừ 2. Và cứ như vậy chúng ta khai triển ra, khi nào mà cái này nó bằng 1 thì thôi. Đây nó bằng 1 thôi. Cái này là bằng 1. Thì trước là cái này bằng 1 thì tức là K bằng 3 đấy. K bằng 3 thì 3 banh cái này sẽ là 1, sau đó sẽ bằng là 4 lần này K trừ 1 cộng với 4 lần K trừ 2 cộng với, cho đến khi mà 4 lần nhân với 1 cộng với T1. Đấy, nó bằng như sau nhé. Nó bằng là 4 lần này nhân với là trong sẽ là 1 cộng với 2 cộng với K trừ 1 tất cả cộng với 1. Được chưa? Và công thức này là công thức là chúng ta có tính được. Đây là dãy các số liên liên tiếp hay là tổng của một cái các số cộng, và chúng ta có thể tính được như sau. Nó sẽ bằng là k nhân với k trừ 1 chia 2. Vậy là bằng như sau, nó sẽ bằng là 2 lần k nhân với k trừ 1 và cộng 1. Đấy. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta có công thức sau đây. Tức là chúng ta có thêm đây này, là TK bằng 2 lần K nhân với K trừ 1 cộng 1. Đây là công thức TK nhé. Đó.
được chưa? Rồi bây giờ cuối cùng chúng ta tính tính hát. Tính hát nhé. Tính hát. Thì chúng ta nhớ lại một chút nhé. Bây giờ chúng ta tính hát này. Đây cái tam giác của chúng ta như này nhé. Đây cái tam giác góc của chúng ta như này. Cái tam giác góc đây này. Đây là tam giác, đây là tam giác bằng mức K. Đấy. Cái ô này là TK. Được chưa? Cái hàng này này, đây là H này, đây là HK này. Đấy. Mà chúng ta biết rằng chúng ta đã biết như sau là cái chiều dài này này, cái chiều dài này là bằng K trừ 1. Đúng không nào? Cái chiều dài này này là cái tài là chính là H. Được không? Được chưa? Chúng ta biết rằng là H bằng là 2K trừ 1. Vậy suy ra phần trên là cái phần trên H nhé. Phía trên của H sẽ bằng là 2K trừ 2. Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là gì? Suy ra là 2K trừ 2 là phần trên này nhé. Cộng với H là cộng phần giữa. À, phần cuối của nó là K trừ 1. Cộng với K trừ 1. Thì bằng N. Tổng này bằng đúng N. Vậy suy ra như sau này. Vậy suy ra đây là H này. Cộng với ở đây là 3K. Cộng với 3K trừ 3 thì bằng N. Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là H bằng N trừ đi 3 lần K trừ 1. Vậy suy ra như sau nhé. Vậy suy ra chúng ta có như sau. Công thức tính H này như sau. Công thức tính H là H sẽ bằng H là HK nhé. Nó sẽ bằng này, nó sẽ bằng là N trừ đi 3 mở ngoặc K trừ 1. Chúng ta có bước này. Được chưa? Đấy, thì các bạn thấy như vậy là nó bắt đầu nó. Rồi thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta như vậy chúng ta đã được tính được thì cho tính được chúng ta tính được H rồi này. Tính được thân cột thì không cần được. Tính H là chính này. Tính được TK này. Tính được TK này. Tính được TK này. Tính được H rồi thì chúng ta có thể dễ dàng tính được cái tổng này. Đấy, được chưa? Thì chưa tính tổng, chúng ta xem một chút xem là các công thức này là các cái này nó có ràng buộc gì với nhau không? Là nó có nhé, để tôi sẽ chúng ta cùng nhau phân tích một chút chúng ta cùng nhau phân tích một chút chúng ta quan sát cái vòng tam giác mức K để tính nhé. Đấy. Để tôi vẽ ra đây, tôi vẽ ra cho anh dùng nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút thôi. Đó, như thế này nhé. Đây. Thì cái vòng tam giác mức K nó có dạng như sau này. Đây cái ô đầu tiên này, ô đầu chính là TK này. Này nhé. Nó là vuông hết nhé. Đó. Còn chỗ này là như này. Cái chiều này của nó này là có HO. Cái chiều này này là HO. Và cái chỗ này nó cũng là HO hết nhé. Đấy, nó là HO. Đấy, HO. Đấy. Cái ô này cái ô này ở cái hàng thứ H. Đấy. Cái ô này này nó có cái giá trị là T. Chúng ta biết rồi. Như vậy là H biết, H hoa biết, H nhỏ biết, T biết. Đấy, và chúng ta có thể về tính tổng như sau. Thì luật của nó là như sau nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích này. Ở cái hàng dọc nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích này. Chúng ta phân tích tiếp nhé. Chỗ này là chỗ chúng ta phân tích này. Chúng ta sẽ thấy ngay phân tích nhé. Ở cái hàng dọc nhé. Này. Này. Hàng dọc của hàng dọc này. Là đầu tiên nhé. Trên đợi giả sử đây ở hàng thứ Y này. Hàng thứ Y nhé. Đây là A, đây là B. Thì chúng ta suy ra sau là B sẽ bằng gì? B sẽ bằng là gì? B sẽ bằng là A cộng Y. Tức là cái hàng sau bằng số của hàng trước cộng với chính là cái hàng của hàng phía trước. Cái này các bạn xem lại đi của nó ra thấy ngay như đây này. Chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây. Cái này này. Vì sao như vậy đây? Chúng ta quan sát đây.
Đây này, đúng nào. Ồ, cái này tôi chưa, vì tôi copy lại, cái bác trên, cái copy này là không đúng. Copy này mới đúng này. Copy này là tôi chưa chưa in ra, tôi chưa copy cái cái số hàng. Mình nhìn vào số hàng ra sẽ hiểu ngay. Để tôi copy tiếp những từ số hàng. Tôi sẽ copy. Chúng ta nhìn vào hàng chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Đây 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 đây. Đó. Này cái số sau này, cái số sau này bằng số số trước cộng những cái hàng hàng thứ ba này. Đây là hàng dọc nhé. Cái hàng chéo thì số sau, cái số sau này bằng số trước cộng cái hàng phía dưới này. Vậy có như sau nhé. Như vậy ở đây là có này. Với cái hàng dọc thì như thế nhá. Hàng dọc thì còn đối với hàng chéo này, với hàng chéo là như sau nhé. Hàng chéo đây được giờ đây là A này. Đây là B này. Đấy. Thì bây giờ hàng A đây là B nhé. Đây là B này. Đây là hàng thứ Y này, hàng thứ Y đấy nhé, hàng thứ Y nhé. Thì ta có này, B sẽ bằng là A cộng với Y cộng 1. Cộng cái hàng này là hàng Y cộng 1 này. Vậy hàng chéo là nó ngược, nó khác chưa nhé. Đối với hàng dọc thì hàng là cột ô phía dưới bằng ô phía trên cộng với hàng của ô trên chỉ số hàng, còn với chéo thì cột phía dưới số phía dưới bằng số ở trên cộng với hàng của số dưới. Còn chiều ngang, chiều ngang thì dễ, chiều ngang bên này là A nhé, chiều ngang thì rất dễ, đây là A, đây là B thì B sẽ bằng A cộng 1. Cái này là theo ý nghĩa đấy. Cái số đây số từ trái sang phải. Vậy thì chúng ta đây chúng ta sẽ phân tích nhé. Bây giờ chúng ta biết TK, chúng ta biết phân tích rồi, chúng ta cùng nhau làm tập như sau này. Đây chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích với lời giải nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích lời giải. Như sau này. Đây bây giờ chúng ta sẽ tính tổng theo ba cái biểu tính độc lập với nhau nhé. Đây đây nhé, tôi hiện đây là cái hàng này thôi, vậy đây là cái ô vòng vòng tròn mơ can nhé nhé. Ở đây này, ở đây là đây là TK này, đây là T nhé. Đây chúng ta sẽ tính tổng theo theo ba bước, thực ra là ba bước, ba cộng một, thực ra là ba bước, thực ra là bốn bước nhé. Bước không, bước không chúng ta tính tổng đây, bước không tôi sẽ bước không chúng ta tính tổng, chúng ta tính t trước. Bước không ấy là chúng ta tính đây tôi xem lại từ giả thì biết chứ, nó tính tôi sẽ quay lại để bạn xem nhé, nó cũng dễ thôi không gì nhé. Bước 1 là chúng ta tính kiêm tổng bắt đầu trước, chúng ta tính cái gọi là cái là sum nhé, là chúng ta đặt một t trước đi. Đấy. Sau bước số 2, bước số 1 là chúng ta tính tổng, đây tính tổng của chỗ này là h trừ 1 ô, tổng tổng của h trừ 1 cái ô dọc. Xong bước thứ hai chúng ta tính tổng này, chúng từ đây chỉ đi, từ đây chỉ đi, chỗ này là h trừ một ô tiếp, tính tổng của h trừ một ô ngang, và bước thứ ba là tính dọc, đây chỗ đây chúng ta tính dọc ở đây nhé, mà chúng ta bỏ đi ô đầu của ô cuối thì chỗ dưới này nó chỉ còn là h trừ hai ô thôi. Chúng ta tính tổng theo tổng theo h trừ 2 ô ô chéo. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuật toán nhé. Mô tả thuật toán như sau này. Hay là mô tả cái giải của nó nhé. Đấy, để giải cho bạn từ đây nhé. Đây là lời giải chính thức nhé. Đây. Chúng ta sẽ input này, input là n và k này,
Được chưa? Rồi chúng ta tính một loạt những tham số chúng ta biết nhé. Đầu tiên chúng ta tính là H là cái hàng ứng với cái ô đầu tiên của khi cái tam giác vòng tam giác đầu tiên nhé. H thì bằng là 2k trừ 1. Còn T là cái ô đầu tiên ở phía trên cùng đấy nhé. Nó sẽ bằng, cho nhớ lại, nó bằng chỉ bằng là 2k k trừ 1 cộng 1. Được chưa? Sau là H bằng N trừ đi 3k trừ 1. Đây là ba con số chúng ta tính rồi nhé. Được chưa? Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính nhé. Đầu tiên chúng ta tính, ban đầu chúng ta tính ở cái bước 0, chúng ta viết một cái tham số là sum. Sum thì bằng là bằng T nhé. Rồi sau đó chúng ta cần làm sao, tôi cần cái biến Y để chạy. Biến Y bắt đầu từ H để chạy. Và cái biến phụ là biến tem. Biến tem bắt đầu là bằng T, dùng để mà tính cái biến phụ cho ta tính tiếp. Cái biến tem là cái biến quan trọng. Biến phụ dùng để tính toán hỗ trợ. Vì chúng ta có công thức này, công thức là như sau. Đây này, đấy là biến B bằng A cộng Y, AB bằng A cộng Y cộng 1. Đấy, chính là cái bước cái B cần tính qua cái bước trước này. Thì chúng ta cần phải có một cái biến để cho tính bước phụ này. Chúng ta biến là biến tem nhé. Đây, rồi cái nhỏ lại một cái này nhỉ. Đấy, giờ đi tiếp nhé. Đây, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính bước 1 là tính theo cạnh dọc. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ repeat là h-1. Đấy, chỗ này là tính theo, tính tổng theo cạnh dọc của tam giác nhé. Thì ta làm sao? Chúng ta là đặt tem bằng tem cộng 1. Tem cộng 1. Chúng ta chỗ này gọi là tập bằng y chứ không phải nhé, y nhé. Này y vậy. Và sau đó chúng ta bằng sum. Cộng với tem. Đấy. Bước sau là cái tổng thêm cái tem là bắt đầu thì bằng T mà. Thì cái bước sau của nó, nó bằng cái ô sau, ô thứ ấy đấy, bằng ô trên này cộng với hàng thứ y bắt đầu bằng H. Sau chúng ta tăng y lên 1 chuẩn bị. Đấy. Thì đây là cái bước tính theo cạnh dọc. Cái dọc chúng ta cần là H trừ 1 phần tử. Sau đó chúng ta H là bước lập. Xong một cái bước bao lọc tiếp theo là chúng ta cần repeat cũng là h trừ một thì như sau. Cái bước sau này là rất đơn giản như sau, vì là bước sau nó chỉ là cộng 1 thôi. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ là tem đưa vào nhé, bằng tem cộng 1. Tem bằng tem cộng 1. Đấy. Chúng ta chú ý chỗ này, chúng ta xóa cái này nhé, xóa cái này. Và tiếp theo chúng ta biết là sum bằng sum cộng tem, mà không cần cái biến y nữa nhé. Đó, đây là tổng theo cạnh đáy nhé. Rồi cuối cùng chúng ta tính tiếp là repeat theo H trừ 2. Đây là theo cạnh chéo, theo đường chéo là như sau. Xin lỗi, cái này phải làm thêm ra lần nữa. Xin lỗi cái này nhé. Trước khi vào con này chúng ta phải làm lại. Để tôi xóa đi chỗ này. Trước khi vào sang cái cạnh chéo chúng ta sẽ phải làm lại chỗ này. Chúng ta sẽ đặt lại là gì? Đặt lại chỗ này là tem bắt đầu là bằng T nhé. Sau đó chúng ta đặt y bằng y bằng h, chúng ta bắt đầu từ cạnh đầu tiên đó. Sau đó chúng ta sẽ đấy, sau đó chúng ta sẽ như sau. Chúng ta sẽ đặt là gì, là repeat là h trừ 2. Đấy. Sau đó là chúng ta làm như sau, tem bằng tem
cộng y cộng 1 là như hàng chéo nhé. Hàng chéo là cái phần tử phía dưới bằng phần tử ở trên cộng với y cộng với 1 nữa. Và sau là sum bằng sum cộng với tem và y bằng y cộng 1. Lặp lại hát là hát chữ 2 lần. Nhé. Cuối cùng chúng ta output ra ngoài. Đây là kết quả là sum. Đó. Đây chính là cái lời giải. Thuật toán để giải cái bài. Cái bài đây là bài số 4 đúng không nào? Bài số 4 nhé. Bài số 4. Bài số 4. Được chưa? Thì xong chưa nào? Xong chưa? Xong rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ làm một chút trên này nhé. Đây tôi là xem lại cái đề bài của nó một chút để cho xem lại cái đề bài nhé, xem nó có hạn chế gì không đối với n nhé. N của chúng ta ở đây này, n của chúng ta ở đây chỉ là n mũ 5 thôi, n của chúng ta 10 mũ 5 như vậy là hợp lý nhé. Bài này là tuy nhiên 10 mũ 5 cũng là một số khá lớn đấy, số khá lớn. Cho nên bài này nếu mà n mà lớn ấy, mà k mà nhỏ ấy, nếu mà k mà nhỏ thì cái h nó càng lớn. N mà lớn là n bằng 10 mũ 5 nhé. N bằng 10 mũ 5 mà k mà bé thì suy ra là cái vòng tròn nó càng to ra ngoài, mà vòng tròn nó càng lớn, cái vòng tròn nó càng lớn thì cái số h nó càng lớn. Vậy suy ra là điểm sau, nếu mà n mà càng lớn thì h càng lớn, và suy ra rằng thì suy ra là cái vòng lặp này nó sẽ là ba lần lặp, một lần ba lần lặp theo h này. Cho nên trường này nếu mà trường tổng quát đấy là nó chạy nó sẽ không đúng, nó không nhanh. Để tôi nói luôn nhé. Lời giải trên là khá đúng nhưng mà chưa thật tối ưu nhé. Lời giải trên là hợp lý nhưng mà chưa tối ưu. Chưa tối ưu vì khi n khá lớn nhé. N sắp xỉ là 10 mũ 5 ấy thì h nó sẽ khá lớn. H nó có độ lớn sắp xỉ cũng là 10 mũ 5. Vì suy ra là cái chương trình trên nó sẽ chậm, nó chương trình trên nó không nhanh. Đấy. Cho nên là với bài này là cần có một cái lời giải thứ hai. Cách hai là có thể hay không là tính được tường minh hay không? Tính được công thức tường minh cho tổng các cái ô của cái vòng tam giác hay không, nhé. Thì nó có công thức tường minh ấy thì việc tính sẽ nhanh trong nháy mắt, không phụ thuộc vào n và k nữa. Thì đáp số là có nhé, nhưng mà rất khó. Theo tôi cái hai này là rất khó. Thì theo tôi thì các bạn không cần biết mà đưa cho thành bài tập về nhà nhé. Các bạn nên suy nhà suy nghĩ, các giáo viên này đúng hơn, bài tập về nhà là tính công thức tường minh rất khó. Tính công thức tường minh để ra được cách thứ hai, cách hai là sẽ nhanh nhận giải nhanh chạy nhanh trong tích tắc, không phụ thuộc vào n tường minh, nhưng mà rất khó nhé. Để nó vượt quá cái kết của tiểu học quá xa luôn. Thì đây là bài tập về nhà, các bạn cùng nhau suy nghĩ nhé. Tôi không giải đây nữa, tôi sẽ bỏ qua. Bây giờ chúng ta hết thời gian này, bây giờ tôi nói nhanh một vài câu với cái đề bài số cuối cùng là cái bài này biến đổi số nhé. Cho trước một số n tự nhiên số tự nhiên s gì? Hiểu đây là nó dạng dưới cái sâu, nó phải rất rất lớn ấy, đúng không? Đầu bài nó cho cái sâu đây là không quá là 15 chữ số, thực ra là sâu có thể rất lớn, không có thể là một số rất lớn chứ không phải chỉ là 15 chữ số nhé. Được rồi, thế bây giờ đầu bài như sau này. Cho trước số k không quá 15 nhé, là hay thay đổi tối đa là k chữ số của s để tạo nên một số tự nhiên x gì lớn không?
xì là không không ở đâu, tức là nó mang số xì là số con số chữ số bằng bằng xì và là nhỏ nhất mà lại chia cho ba. Vị như đầu bài là 2024 một một, tức là chúng ta chỉ phép biến đổi được một chữ số thôi, thì chúng ta giảm số 2 này về từ số 0, đây là số nhỏ nhất mà suy từ số này bằng cách là cho giảm đi một chữ số thôi mà thành số chia cho 3 nhỏ nhất. Còn trường mà đây tôi đã thêm cái số bài ví dụ hai là do tôi đưa vào nhé, là nếu mà có hai chữ số chữ k bằng 2 thì chúng ta giảm hai chỗ, giảm hai xuống một, giảm xuống một xuống một thì giảm số này nhỏ hơn nữa nhé, đó làm số chia cho 3 đó. Thì bài này, cái bài toán này tôi sẽ nói vài câu chúng ta không không để lúc khác đấy, tôi sẽ có cái giải sau vậy nhé. Thì bài này tôi sẽ nói các bạn bài này cái lời giải tôi sẽ nói vài câu thôi vì chúng ta không thời gian, vì chúng ta đã hết ra tôi phải đi bây giờ lời giải nhé. Tôi sẽ nói một câu lời giải này là rất khó luôn, tôi nói luôn là rất khó nhé. Cái bài này nó suy luận hoàn toàn toán học thôi mà nó và phân tích. Tức là Noma gì? Noma là chúng ta sẽ phải chúng ta ký hiệu là gì? Ký hiệu là M là tổng các chữ số. Tổng các chữ số của gì? Tổng các chữ số của S nhé. Và ký hiệu D, D bằng N bằng M mà mốt bằng M là mốt thì mốt 3 như vậy được chưa? Và chúng ta sẽ phải biến đổi S, biến đổi K chữ số của S sao cho là tổng chữ số của nó là phải chia cho 3 mà nó là nhỏ nhất có thể. Thì cái tư tưởng nó như sau, tư tưởng là chúng ta sẽ biến đổi từ trái sang phải, tư tưởng như sau nhé, cái tư tưởng của nó như sau, cái tư tưởng của bài toán này, cái ý tưởng đúng là tư tưởng. Ý tưởng nhé là chúng ta sẽ biến đổi S từ trái sang phải. Vì sao như vậy? Vì là càng ở bên trái thì giảm được ấy thì số S nó càng nhỏ nhất có thể, thì nên giảm từ bên trái sang phải. Nhưng mà bên trái không không giảm được, ta sẽ chuyển sang là phải. Và chú ý cái bài này không phải lúc nào cũng giảm đi nhé, mà còn được tăng lên. Ví dụ nhé, chúng ta chú ý một lần nữa là tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ bài chúng ta cho S đầu bài là S bằng 2 thì đáp số của nó không phải là đáp số của nó là 3 nhé, nhưng mà S không phải lúc nào cũng giảm đi, S có thể tăng lên ấy. Cho nên mà nó khó, không phải lúc nào cũng giảm đi, mặc dù nó là tìm một số minimum nhưng mà cái số minimum nó có thể nó vẫn là phải tăng lên. Ví dụ đáp S bằng 2 đáp số lên là 3, 3 là lớn 2, nhưng bài này là bài khó nhé. Thì bây giờ rất tiếc là hết thời gian rồi, tôi không có thời gian nữa thì bài này khất lại các bạn nhé, mà hay là đúng ra là bắt đầu về nhà, mà dù đang theo tôi nó rất là khó thì các bạn chú ý bài này, mà không ngẫu nhiên mà người ta cho bài này là bài cuối cùng trong số các cái bài trong cái đề thi đó, vì bài này rất là dài. Bài này chắc là học sinh phải làm rồi thì mới có thể, hoặc là gần như vậy rồi thì mới làm được, chứ mà suy luận từ đầu là rất là khó nhé. Trong cái cuốn sách là tuyển tập đề thi tin học trẻ vôn 2 mà tôi ra hồi đầu năm ấy, đầu năm nay này, thì có rất nhiều cái bài nó nói như này, thì các bạn về xem lại thì các bạn xem nó cũng có cái bài tương tự, tức là nó thuần túy xét phân tích trên tư duy là một số ký tự chứ không phải số, rất nhiều cái bài như vậy, thì đây là một cái bài phải giải theo hướng đó nhé. Thì năm nay tôi nghĩ là năm nay tôi sẽ cuối năm nay tôi sẽ viết thêm một cuốn Von 3 nữa để giải tiếp các cái đề thi tin học trẻ bảng A cho cái năm mới tháng nay này để cho các bạn tham khảo. Thì đang hy vọng là khoảng 2-3 tháng nữa tôi sẽ ra cuốn Von 3 nữa, các bạn cũng bạn có thể đặt mua nhé. Thì hôm nay tôi sẽ dừng lại ở đây vì chúng ta không có thời gian nữa, thì có thời gian thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái phân tích cái lời giải của bài số 5 nhé, và tôi gửi cho các bạn toàn bộ tất cả những cái lời giải trên bảng chương trình ấy của bài 1 đến bài số 4. Tôi xin nói thêm vài câu nữa nhé, là vì sao tôi phải hủy cái tôi chuyển nhóm này sang cái nhóm D1 mà tôi lại không tạo mới cái nhóm D1 mới. Vì sao là vì thế này? Vì thế này tôi đã hết cái khả năng tạo nhóm Zalo cộng đồng rồi. Thế này vì tôi tạo quá nhiều trên Zalo nó chặn tôi, bây giờ tôi không được tạo mới nhóm nữa.
Thế tôi phải dùng lại nhóm cũ, chứ tôi sẽ phải điều chỉnh cái số nhóm cũ nào đó mà ít dùng tôi sẽ cải hoán lại. Thế tôi hy vọng tôi sẽ từ nay đến cuối năm tôi sẽ tìm ra một được một nhóm cũ nào đó và tôi sẽ chuyển sang thành cộng đồng, và tôi sẽ chuyển thành cái nhóm để luyện thi bảng A mới nhé. Còn cái nhóm hiện nay này mà các bạn đang ở trong này này thì nhóm này tôi sẽ tạm dừng cái việc là luyện thi bảng A và tôi sẽ tập trung vào luyện thi bảng D1, vì hiện nay các thấy các bạn rất là yếu về cái trong những cái mảng về phân tích thiết kế chương trình, mặc dù nó rất là đơn giản. Mà theo tôi với Scratch ấy, thì cái việc làm chương trình mới là hay, chứ giải toán này tôi không thấy hay, nó hoàn toàn là toán học. Trên các thầy giáo và các học sinh mà không khá về toán thì rất là khó làm những cái bài tập như thế này, mặc dù mang tiếng là tin học trẻ bảng A nhưng mà nó là toán là chính. Và thế tôi từ suốt từ đầu giờ tôi hoàn toàn là tư duy về toán, không hề không cần phân tích gì về mặt thuật toán hay về mặt tin học cả, hoàn toàn là toán học hết nhé. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhé, tôi gặp lại các bạn trong hy vọng của tôi sẽ từ đến cuối năm thì tôi sẽ lập ra một cái nhóm mới, những nhóm Zalo mới dành cho luyện thi bảng A, vì chắc các bạn bảng A sẽ còn lâu chúng ta cũng phải luyện thi lại. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Cảm ơn thầy ạ.